Ông, Giang giật hỏa vân khải tại lúc này cũng sáng lên vạn trường hồng quang, ngăn cản những cái kia cường đại kim sắc thủy long, mỗi một đầu thủy long đụng vào hỏa vân khải bên trên đều sẽ trong nháy mắt biến thành hơi nước, hóa thành đầy trời nước biển bắn ra, Giang giật hỏa vân khải hào quang màu đỏ cũng sẽ ảm đạm một chút. Phốc, tại mười mấy đầu thủy long sau khi đụng, Giang giật không thể tránh khỏi bị chấn thương, hắn cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Hỏa vân khải rất cường đại, nhưng Giang giật cảnh giới quá yếu quá yếu, hoàn toàn không cách nào phát huy hỏa vân khải toàn bộ uy lực, như cảnh giới của hắn đã tới thiên quân cảnh, lại dùng nguyên lực quán chú hỏa vân khải lực phòng ngự tuyệt đối sẽ tăng lên một cái cấp bậc. A a a, một bên khác yêu đế cũng không chịu nổi, giang giật cách hắn quá gần, quỷ hỏa nhiệt độ quá cao, còn không có tới gần liền để toàn thân hắn cảm giác bốc cháy. Hắn phát ra từng tiếng thảm liệt gào lên đau đớn, một bên nhanh chóng lui nhanh, một bên khống chế mấy chục đầu thủy long hướng quỷ hỏa vọt tới quỷ hỏa có thể đem thủy long toàn bộ bốc hơi thành hơi nước, đồng dạng thủy long cũng có thể hấp thu quỷ hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, nếu không phải thủy long sợ là giờ phút này hắn sẽ thảm hại hơn. Chết 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 chết, ánh mắt của hắn quét qua phía dưới giang giật, hai tay chấn động, lần nữa có mấy trăm đầu kim sắc thủy long hướng giang giật phóng đi, này quỷ hỏa đã đốt không chết hắn, hắn muốn đem giang giật đánh chết tươi, món kia nhân loại côi bảo chiến khải liền là hắn. Giang giật khổ không thể tả, không ngừng quán chú nguyên lực vào hỏa vân khải bên trong, nhưng bốn phía vào tới kim sắc thủy long càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị đánh chết tươi. Hắn thần thức quét qua, cũng phát hiện kia yêu đế mặc dù toàn thân đều bốc cháy, toàn thân làn da bị đại lượng đốt tổn thương, nhưng quỷ hỏa đã bị tiêu hao hơn phân nửa, khẳng định đốt không chết hắn. Liều mạng, nội tâm của hắn quát khẽ một tiếng, trên không phượng loan còn tại đau khổ trèo trống, hắn còn không liều sợ là hai người đều muốn vẫn lạc tại cái này, bộ ngực hắn một đạo bạch quang sáng lên, tế ra vô cực kính. Ông! bên cạnh hắn bốn phương tám hướng không gian rung động, tám khối tấm gương ra thân thể của hắn tám cái phương vị, kia là tám khối màu trắng tấm gương, trên gương có cổ pháp văn lộ, để lộ ra thê lương hằng cổ khí tức. Dầm dầm dầm, từng đầu thủy long gào thét mà đến, toàn bộ nện ở tám khối trên gương, từng cái từng cái thủy long hóa thành nước biển bắn ra mà đi, kia tám khối tấm gương cũng rất nhanh phá thành mảnh nhỏ, nhưng Giang giật lợi dụng giờ khắc này thời gian, trên thân sáng lên một đạo bạch quang biến mất giữa không trung. Ừ, cách nơi này vài dặm yêu đế vừa mới đem toàn bộ quỷ hỏa yên diệt còn như giang giật bắn ra đạo văn công kích hắn hoàn toàn cũng không rảnh để ý điểm này công kích cũng không thể phá phòng ngự của hắn hắn nhìn thấy giang giật bên kia xuất hiện tám khối tấm gương đôi mắt sáng lên rất nhanh lại phát hiện không đúng giang giật biến mất đỉnh đầu hắn mấy chục trượng không gian ba động ha 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 muốn chết trong mắt của hắn lộ ra một tia dữ tợn ý tràn đầy vết thương nhanh tay nhanh múa mười đầu thủy long ở bên cạnh hắn vần quanh dây dưa hình thành một cái đặc thù phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời bốn phía mấy trăm đầu thủy long hướng lên trên uổng phí ba động không gian dũng mãnh lao tới. Hắn cũng không trốn, giang giật vừa rồi đã bị chấn thương, giờ phút này còn dám thuấn di cái này xuất hiện trong nháy mắt cũng đủ để đánh chết tươi hắn. Dầm dầm rầm giang giật vừa mới xuất hiện, bốn phía đầy trời thủy long tựu gào thét mà đến, trên mặt hắn lộ ra một tia không ngoài dự liệu biểu lộ. Hắn phi thường tin tưởng nếu là mặc cho cái này mấy trăm thủy long xung kích, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết tươi, hắn nếu muốn mạng sống, kia chỉ có lập tức phóng thích độn thiên đào tẩu. Vấn đề là Phượng Loan còn tại nơi xa đau khổ trèo trống, hắn làm sao có thể bỏ chạy hắn cũng căn bản không có ý định đi, hắn quyết định binh đi hiểm chiêu, thử một chút hắn công kích mạnh nhất. Uống, hắn hoàn toàn không để ý tới những cái kia thủy long, hỏa long kiếm sáng lên vạn trượng hồng quang, trong tay cũng sáng lên từng đoàn từng đoàn hồng quang, dung hợp võ kỹ phóng thích, khắp thiên hỏa long mang theo từng đoàn từng đoàn cửu thiên long viêm bay đi. Ông, Đồng thời hắn nghi tâm hồng quang lóe lên, 36 thanh hồn kiếm theo sát đầy trời hỏa long mà đi, hướng yêu đế đầu hung hăng đâm tới. Ha ha ha, yêu đế gặp giang giật lần này bắn ra chính là cửu thiên long viêm ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn giờ phút này có chuẩn bị, có thủy long hộ thể, liền xem như quỷ hỏa đoán chừng đều có thể ngăn cản đại bộ phận uy lực, những này cửu thiên long viêm nhiệt độ tương đối quá thấp, đừng nói tổn thương hắn đoán chừng liền thủy long hộ thuẫn đều công không sợ a. À. Ừm không đúng, đột nhiên, hắn cảm giác sâu trong linh hồn truyền đến một tia nguy hiểm chí mạng, ánh mắt của hắn cũng tại kia đầy trời hỏa long bên trong phát hiện 36 đạo hồng quang, kia hồng quang tốc độ quá nhanh, chờ hắn giật mình lúc, hồng quang đã lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên qua hắn thủy long hộ thuẫn xuất vào mi tâm của hắn. Đây, đây là công kích linh hồn, yêu đế trong con người đều là hoảng sợ, kém chút hồn phi phách tán, hắn là thủy hệ yêu thú kim giao long, hắn am hiểu nhất là thủy hệ công kích. Tại trong biển sâu so sánh cùng cấp bậc yêu thú, hắn là rất mạnh mẽ tồn tại, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu linh hồn phòng ngự, cũng sợ nhất công kích linh hồn. Phanh phanh, từng đạo im ắng tiếng và va chạm vang lên lên, kia yêu đế toàn thân rung động, đôi mắt đóng chặt trên mặt lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc, trên người hắn cũng kim quang lóe lên, cũng không còn cách nào bảo trì hình người, hóa thành một đầu dài hơn 20 trượng kim sắc cự dao, ở giữa không trung quay cuồng lên. Ba ba ba, kim dao gặp công kích linh hồn, toàn tâm đều tại phòng ngự linh hồn, tự nhiên không cách nào khống chế giữa không trung thủy long tại thời khắc này bay đầy trời xung kích thủy long đều toàn bộ tan thành mây khói phá thành mảnh nhỏ hóa thành mưa như chút nước mưa to nhẹ nhàng rất xuống a a a kim giao kia to lớn miệng rồng mở ra phát ra từng tiếng thống khổ thét dài như núi giao thân ở giữa không trung lăn lộn liền không gian đều không ngừng chấn động kia đầy trời bay xuống nước biển cũng bị thân thể của hắn cho quấy bay giang giật thân thể ở giữa không trung chậm rãi bay xuống Ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm kim dao đầu, khống chế 36 thanh hồn kiếm không ngừng xung kích kim dao linh hồn. Cái này kim dao không hiểu linh hồn tu luyện, cũng sẽ không công kích linh hồn, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận hắn hồn kiếm xung kích, mắt thấy là phải linh hồn hỏng mất. A, à, a, à, đau quá, bản đế linh hồn muốn phát nổ. Kim dao không ngừng lăn lộn, không ngừng bạo giống, ngay tại sẽ linh hồn sụp đổ lúc, nó thân thể nhất chuyển con ngươi mở ra khóa chặt giang giật, kêu rên lên, đừng, khác đừng công kích, ta đầu hàng bản đế đầu hàng còn không được sao. mươi 629, ai quỳ, đầu hàng, Giang giật có chút kinh ngạc, bên kia Phượng Loan cũng bay tới, một tay bắt lấy hắn hạ xuống thân thể, nghe được kim Giao, hai người liếc nhau bản năng cảm thấy kinh ngạc. Cường giả đều có tôn nghiêm, đều có ngông nghênh cận kề cái chết không vì nô. Cái này kim Giao đã có thể tu luyện thành yêu đế, trở thành huyết giả hung hải chúa tể một phương, như thế nào lại như thế không có cốt khí lại hướng nhân loại đầu hàng vẫn là giống như hai cái thực lực đều so với hắn yếu nhân loại đầu hàng. Hư, sắp chết đến nơi còn muốn chơi lừa gạt, đi chết. Giang giật căn bản không tin tưởng, hắn trước kia gặp phải ngư nhân đại đế cùng sư si yêu đế đều là cận kề cái chết không hàng, cái này kim giao khẳng định là trá hàng, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Lập tức lần nữa hung hăng khống chế hồn kỹ tiếp tục xung kích, muốn đem cái này kim giao linh hồn tươi sống đâm đến sụp đổ. Đầu hàng, đầu hàng, bản đế thật đầu hàng, ta nguyện trở thành ngươi linh thú, chỉ cần ngươi không giết ta là đủ. Kim dao giống to, thanh âm đều là cầu khẩn cùng tuyệt vọng, kia thống khổ dáng vẻ, nhìn không hề giống chơi lừa gạt. Giang giật cùng phượng loan liếc nhau, có chút tâm động, yêu đế linh thú kia là một cái rất mạnh tay chân A, nhất là tại máu này đêm hung trong nước có được một cái yêu đế hải thú, vậy sẽ lại càng dễ ẩn thân, tránh né truy sát. Cái này yêu đế không hiểu công kích linh hồn phòng ngự, giang giật cũng có một chút lực lượng, phượng loan đến đây, hắn tùy thời có thể dùng đưa nàng thu nhập đế cung độn thiên mà đi. Sở dĩ hắn con người lóe lên, để hồn kiếm công kích cường độ yếu đi một chút, hú dài, người muốn đầu hàng làm sao đầu hàng A. Kim Giao cảm nhận được linh hồn công kích yếu đi một tia, hồi sức xong đến, liên thanh nói ra, đại nhân, người khác đừng công kích ta, ta có thể dâng ra hồn ấn, trở thành ngươi hồn thú. Hồn ấn, Giang giật cùng Phượng Loan hai người đều kinh hãi, hồn ấn thuật đây chính là nhân loại đặc hữu thần thông, Mặc dù cái này yêu thú có thể hóa hình biến người, nhưng hắn làm sao học hội hồn ấn thuật. Sở dĩ giang giật lại cho rằng cái này kim dao đang gạt hắn, lần nữa giận tím mặt, toàn lực khống chế hồn kiếm công kích, đồng thời phẫn nộ quát, ngươi là hải thú làm sao lại hồn ấn thuật còn muốn gạt ta đi chết. Cảm nhận được giang giật hồn kiếm công kích lực độ thoáng cái biến lớn, kim dao thoáng cái đau đến ở giữa không trung lăn lộn không ngớt, hắn dùng hết khí lực toàn thân giống to tha. Tha mạng, đại nhân, ta, của ta hồn ấn thuật là đời trước chủ nhân cho ta, hắn trước khi chết đem hồn ấn trả lại cho ta a à, giang giật cùng phượng loan hai người song song khẽ giật mình lập tức hai người đều bừng tỉnh đại ngộ cái này kim giao trước kiệt tựu bị cường giả thu phục qua khó trách hiểu hồn ấn chi thuật khó trách sẽ ở không địch nổi tình huống phía dưới sẽ chủ động đầu hàng khó trách không có yêu đế ngông nghênh cái này yêu thú cùng người đều đồng dạng chỉ cần thần phục lần thứ nhất cũng sẽ thần phục lần thứ hai lần thứ ba tựa như gái lầu xanh bán một lần liền sẽ bán lần thứ hai Giang giật ngừng công kích linh hồn, nhưng 36 thanh hồn kiếm còn dừng lại tại yêu đế linh hồn trong thức hải, hắn trầm giọng nói ra tốt ra. Người dân ra hồn ấn, khác đừng hành động thiếu suy nghĩ, người cũng biết linh hồn ngươi lập tức sẽ hỏng mất, chỉ cần ta tiếp tục công kích hai vòng, linh hồn ngươi tuyệt đối sụp đổ, thần hồn câu diệt. Hô hô, yêu đế vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi lâu, giang giật thần thức một mực khóa chặt cái này yêu đế, hắn nếu là dám làm loạn, sẽ lập tức chém giết. Ông. Một lát sau, yêu đế thân thể lóe lên biến thành hình người, trên đầu của hắn sáng lên một vệt kim quang, một cái kim sắc hồn ấn bay ra, bắn thẳng đến giang giật. Là hồn ấn, Phượng Loan sắc mặt vui mừng, hoảng sợ nói. Giang giật một tay tiếp được hồn ấn, cái kia kim sắc hồn ấn biến mất tại trong lòng bàn tay hắn, tiến vào linh hồn bên trong, Giang giật cũng cùng cái này kim giao có một tia linh hồn liên hệ, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, ý niệm khống chế 36 thanh hồn ấn trở lại linh hồn trong thức hải, dò xét một phen, gặp cái này 36 thanh hồn kiếm cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, nhếch miệng nở nụ cười. Thu phục một tên yêu đế là linh thú, vậy hắn chiến lực sẽ thật to tăng lên. Tốt, người về trước trong biển chữa thương, thương thế không sai biệt lắm, lăn đến trên hải đảo tới. Giang giật khoát tay áo, kim dao chắp tay nghe lệnh bay vụt hạ trong biển, giang giật cùng phượng loan lướt nhau, hai người đều lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Vừa rồi thật sự là quá hiểm, như giang giật không có hỏa vân khải, giờ phút này sợ là đã sớm biến thành yêu đế trong bụng bữa ăn. hi hi, công tử người hồn kiếm quá lợi hại, nếu là không có công kích linh hồn cùng phòng ngự thủ đoạn yêu đế khẳng định ngăn không được a. À. phượng loan đầy mắt hâm mộ nhìn qua giang giật, lập tức lại lo lắng bản giao nói. bất quá lần sau phóng thích hồn kiếm phải cẩn thận ta, chớ để cho hủy đi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng linh hồn của ngươi đâu. ừm, um, ta sẽ cẩn thận. giang giật nhẹ gật đầu, không nói công kích linh hồn, nếu là cường đại võ giả có đặc thù thần thông đoán chừng cũng có thể hủy đi hắn hồn kiếm cái này hồn kiếm nói thế nào đều là linh hồn chia ra tới vạn nhất ảnh hưởng chủ linh hồn vậy liền vạn kiếp bất phục vẫn là không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng hắn dừng một chút hướng nơi xa hải đảo nhìn một cái nói đi thôi mang ta bay đi hải đảo phượng loan mang theo giang giật hướng hải đảo bay đi đột nhiên nhớ tới cái gì nghi hoặc nói ra công tử ngươi vì sao không chính mình học được bay a à. bay giang giật mơ hồ chừng mắt nhìn lập tức tỉnh ngộ lại vỗ đùi xấu hổ cười nói ta quên đi đâu cái này phi hành chỉ cần dùng nguyên lực ngoại phóng là được rồi a à. đúng nha phượng loan gật đầu nói chỉ cần võ giả đạt tới kim cương cảnh nguyên lực đầy đủ hùng hậu liền có thể đem nguyên lực theo hai chân huyệt dũng tuyển ngoại phóng hình thành khí lưu cùng phản xung lực liền có thể nhẹ nhõm phi hành ta trước kia cũng tò mò công tử vì sao không phi hành còn tưởng rằng ngươi có thuấn di lười nhác phi hành đâu hắc hắc giang giật xấu hổ cười một tiếng tại thiên tinh đại lục không ai dạy hắn hắn đạt tới kim cương cảnh sau cũng có nhai tí thú cùng thuấn di chưa từng nghĩ tới phi hành giờ phút này phượng loan nói chuyện liền tới hứng thú vội vàng dựa theo phượng loan chỉ thị học tập phi hành hưu sang giật rất thông minh dậy một lát tựu nắm giữ kỹ xảo hắn để phượng loan buông hắn ra hai chân quang mang lóe lên thân thể cong vẹo hướng phía trước bay đi chỉ là bay một khoảng cách lại bởi vì trường khống đến không tốt một cái trọng tâm bất ổn thân thể như như đạn pháo hướng phía dưới rơi đi té lên một mảnh bọt nước Ha ha ha, Phượng Loan cất tiếng cười to, cười đến trang điểm lộng lẫy, thân thể mềm mại loạn chiến. Hưu, Giang giật vọt ra khỏi mặt nước, lần nữa khống chế thân thể phi hành, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Loan nói, tiểu đệ tử, dám cười ngươi ra công tử xem ban đêm ta không đem ngươi quất roi đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha, Phượng Loan nhìn thấy Giang giật cong vẹo bay tới bắt nàng, thân thể lóe lên hướng xa xa hải đảo bay đi, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, còn có một câu rất có chiêu chọc lời nói, công tử, Phượng Nhi cùng Thanh Ngư thế nhưng là sẽ rất thêm khuê các bí thuật đâu, Thanh Ngư ngọc trai ngậm châu cùng ngọc cơn xoáy Phượng hút kia là nhất tuyệt, ban đêm là ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn nói bất định đấy. Xoa, giang giật hổ khu chấn động, gia tăng nguyên lực tuôn ra, đuổi sát Phượng Loan mà đi, hai con người tỏa ánh sáng trầm giọng hỏi kia Phượng Nhi biết cái gì. Phượng Loan ngoái nhìn cười một tiếng, kia đuôi lông mày bên trong xuân ý cùng sóng ánh sáng lưu chuyển thu mắt, làm người ta tiêu hồn thực cốt, nàng khẽ mở đôi môi xấu hổ bắn truyền âm nói, Phượng Nhi cũng sẽ hai chiêu, Ly Châu Nghênh Long cùng Ngọc Nữ thổi tiêu, công tử ban đêm liền đợi đến quỷ đi. Chương 630, luyện hóa Khốn Long thảo. Hải đảo có ba cái, hai lớn một nhỏ, ba cái hải đảo khoảng cách chỉ có không đến trăm dặm, thành kỳ giác chi thế, Giang Giật cùng Phượng Loan vây quanh ba cái hải đảo phi hành một vòng, cuối cùng quyết định ẩn cư tại cái kia nhỏ nhất trên hải đảo. Ba cái hải đảo bên trong đều có thanh thúy tươi tốt cây dừa lâm, bên trong sơn phong uốn khúc, có rất nhiều tự nhiên hang động, vừa vặn thích hợp ở lại, tiểu hải ở trên đảo cũng không ít tiểu dã thú, không cần mỗi ngày gặm lương khô cùng ăn năng lượng đan. Năng lượng đan rất chân quý, tinh luyện dị thường phiền phức, Phượng Loan cùng giang giật mấy người trên thân bất quá mấy trăm miếng, giờ phút này không tại Phượng Minh Đại Lục, các nàng là dùng một viên thiếu một mai, tự nhiên không dám ăn nhiều. Lại nói mấy người cũng không phải chân chính thần tiên, không dính khói lửa trần gian, cũng sẽ có muốn ăn. Hai người sở dĩ muốn lựa chọn tiểu hải đảo, là bởi vì cái này tiểu hải trong đảo hang đá tương đối nhiều khắp nơi đều là thạch phong nếu không cẩn thận dùng thần thức dò xét rất khó phát hiện có người giấu ở bên trong đương nhiên giờ phút này có kim giao yêu đế các nàng kỳ thật không cần cố kỵ những thứ này cái này yêu đế không cần phải nói là phụ cận bá chủ để cái này yêu đế khống chế trong nước hải yêu tuần tra kể bên này có bất kỳ gió thổi cỏ lay yêu đế đều sẽ biết lập tức truyền báo cho giang giật tốt sớm chạy trốn hai người cũng biết rõ điểm này tâm tình thật tốt phi thân hạ hải đảo tại từng tòa sơn phong ở giữa dắt tay phi hành như là một đôi thần tiên quyến lữ hai người thần thức nhô ra tìm kiếm phù hợp ẩn cư sơn động công tử cái kia không tệ phượng loan ngọc thủ chỉ một cái giang giật thần thức quét tới đôi mắt sáng lên gật đầu nói tự kia hai người hóa thành thần hồng hướng phía trước bay đi thân thể vòng qua một tòa cự đại thạch phong tại một cái bên vách núi ngừng lại cái này trong vách núi ở giữa có một cái cự đại sơn động cửa sơn động có dây leo đại thụ đem cửa hang che đậy hai người thần thức có thể dò xét, trong vách núi sơn động rất lớn, một mực dọc theo tiến vào bên trong ngàn trượng, tựa như một cái cự đại cung điện. Hưu, hai người phi thân đi vào, đem bên trong hai bầy hầu tử cả kinh bốn phía chạy trốn, hai người bốn mắt quét qua, giang giật đế cung lóe lên, đem thanh ngư phóng xuất. Hắn để phượng loan đề phòng, ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm, dò xét phương viên ngàn vạn dặm tình huống. Sau nửa canh giờ, giang giật dò xét hoàn tất, hắn cũng điều tra đến kia yêu đế thành thành thật thật tại chứa thương, phụ cận hải vực còn có rất nhiều yêu vương, ít nhất có gần trăm con, hắn ngược lại là vô tâm đi thu phục những cái kia yêu vương, dù sao có yêu đế tại, những cái kia yêu vương đều phải thành thành thật thật nghe lời. Đương nhiên, hắn nghĩ thu phục nhiều như vậy yêu vương cũng làm không được, hắn không có linh thú phù, những này yêu vương đều không có hóa hình hẳn là cũng không thể phóng thích hồn ấn thuật. Coi như có thể phóng thích hồn ấn, gần trăm cái hồn ấn cũng có thể để linh hồn hắn trong thức hải đại loạn. Đáng tiếc, hắn mở mắt, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đùi nói đúng rồi ta có một kiện bảo vật a à, vẫn luôn quên dùng giống như luyện hóa bảo vật này nói không chừng có thể đem những này yêu vương thu sạch phục đây chính là một đám miễn phí tay chân a à. ông hắn hỏa linh châu lóe lên một tòa đen nhánh bảo tháp ra trong tay hắn ngay tại thu thập sơn động phượng loan cùng thanh ngư bị hấp dẫn tới thanh ngư mở chừng hai mắt nói công tử đây là bảo vật gì a à, khí tức rất mạnh a à, hẳn là siêu thánh khí hắc hắc cái này gọi vạn thu tháp Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, cái này vạn thú tháp đã từng kém chút để hắn chết tại thiên tinh thành bên trong, độc cô cửu lúc ấy phóng thích vạn thú tháp, thả ra 100 con đỉnh phong yêu vương, nếu không phải hắn sát lục chân ý cảm mộ đến đệ ngũ trọng, tuyệt đối sẽ bị kia 100 con đỉnh phong yêu vương xé nát. Cái này vạn thú tháp hắn thu lấy về sau, bởi vì lúc ấy độc cô cửu không chết, sở dĩ không luyện hóa được, về sau nhét vào hỏa linh châu bên trong cũng quên đi, giờ phút này phụ cận có gần trăm con yêu vương, hắn mới nhớ tới. Độc cô cừu đã chết, vạn thú tháp bên trên linh hồn ấn ký biến mất, cái này vạn thú tháp tự nhiên dễ dàng luyện hóa. Giang giật mặc dù không biết vạn thú tháp cụ thể công dụng, nhưng danh tự đã gọi vạn thú tháp, vậy khẳng định có thể thu phục yêu thú, thanh ngư cũng đã nói, cái này vạn thú tháp khí tức cường đại, là siêu thánh khí. Ừm, có yêu đế tại, tạm thời không thu những này yêu vương. Giang giật nghĩ nghĩ, lại đem vạn thú tháp ném vào hỏa linh châu bên trong, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, ám đạo phượng loan cùng thanh ngư khéo tay nửa canh giờ hai người đem này sơn động biến thành một tòa chân chính cung điện dùng thánh khí khai quật rất nhiều gian phòng trên mặt đất đều trải lên thảm còn lấy ra rất nhiều đồ dùng trong nhà bài trí nhìn có loại da hương vị đáng tiếc không có cách nào bố trí cấm chế nếu không nơi này chính là một cái tiểu cung điện a cấm chế đúng rồi giang giật nghĩ đến vân phỉ có thể bố trí cấm chế a lập tức lấy ra đế cung thần thức quét qua vừa vặn phát hiện chiến vô song cùng vân phỉ đều song song xuất quan, giang tiểu nô tiền vạn quán tiểu phỉ vẫn còn đang bế quan. Ông, đế cung lóe lên, ngay tại bên trong cung điện nhỏ tình trạng ý thiếp chiến vô song cùng vân phỉ bị truyền tống ra, giang giật cũng đem nhai tí thú ném ra ngoài, vung tay lên nói, nhai tí thú, người tại hải đảo bên trong ở lại, phụ cận hải vực có thể đi đi dạo, khác đừng chuyển quá xa, chớ trêu chọc dưới biển mới yêu đế. Yêu đế, nhai tí thú khổng lồ thân thể run lên, bản mừng rỡ chuẩn bị đi trong biển ăn, nghe được yêu đế hai chữ cũng không dám động, chuông đồng lớn trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Ha ha, nhìn ngươi cái này hùng dạng, kia yêu đế bị ta thu phục, ngươi tùy ý đùa đi, đừng rời bỏ hải đảo quá xa là được. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng cười nhạo lên, Vân Phỉ xem xét hai người mặt mày bên trong nghị ý, lại nhìn Giang giật, cùng chiến vô song liếc nhau, hai người cũng hơi cười một tiếng. Vân Phỉ đã sớm là cùng chiến vô song thành hôn, tự nhiên có thể nhìn ra được phân phỉ cùng thanh ngư khẳng định bị giang giật sủng hạnh qua kia đuôi lông mày bên trong xuân ý trong mắt tình ý thiếu nữ là tuyệt đối không có khả năng có bất quá nàng vậy mà không biết phượng loan cùng thanh ngư trước đó cũng thường xuyên hoàn hảo chỉ là bách hợp thôi yêu đế chiến vô song đối giang giật giơ ngón tay cái lên lần này xuất quan hắn thực lực đại trướng tại đế cung bên trong tu luyện quá nhanh hắn cảnh giới đạt đến thần du cửu trọng còn kém cảm ngộ đạo văn liền có thể đạt tới thần du đỉnh phong, tiếp theo đột phá kim cương cảnh, chiến thần nhất tộc truyền nhân duy nhất, tự nhiên không phải phế vật. Giang giật cùng chiến vô song hàn huyên vài câu, ánh mắt nhìn về phía Vân Phỉ nói, Vân Phỉ, người cấm chế cảm ngộ đến thế nào chúng ta có thể cần ở nơi này một đoạn thời gian, giống như có thể bố trí một chút ẩn nấp cấm chế, sẽ an toàn rất nhiều. Hắn không có nói cho Vân Phỉ chiến vô song, các nàng đang bị cửu đế gia tộc truy sát, vậy sẽ nhiễu loạn hai người tâm cảnh, ảnh hưởng tu luyện dù sao trước mắt loại tình huống này, nói cho hai người cũng không làm nên chuyện gì. Vân phỉ trên mặt lộ ra một tia tự tin, nhàn nhạt cười nói, giao cho ta a, à, ta có thể nhẹ nhõm bố trí xuống mấy cái huyến trận, liền xem như thiên quân cường giả, không chăm chú dò xét, tuyệt đối không phát hiện được nơi này. Nói đến còn muốn cảm tạ quốc sư, người lần trước cho ta tuyến lộ đồ, để cho ta thu hoạch rất nhiều. Vân phỉ thật là lợi hại, Giang giật giơ ngón tay cái lên, Ám đạo để đem vô thần cả đời nghiên cứu ra được cấm chế thuật cho Vân Phỉ xem như đúng, Vân Phỉ thiên phú cực cao, từ nhỏ đã tại lĩnh hội cái này, có cơ sở, còn đối cái này cảm thấy rất hứng thú, cho nàng lĩnh hội không còn gì tốt hơn. Hưu, đúng lúc này, nhai tí thú đột nhiên hoảng sợ từ đằng xa bờ biển bay tới, xa xa bờ biển một thân ảnh cũng phá hải mà ra, chính là kia kim giao yêu đế. Giang giật thần thức quét qua, phát hiện thương thế hắn khôi phục một chút, khẽ vuốt cầm truyền âm cho yêu đế nói, đừng lên tới, chạy trở về trong biển để người thủ hạ thời khắc chú ý phương viên ngàn vạn giảm tình huống một khi có nhân loại cường giả hoặc là cường đại yêu đế tới gần lập tức cho ta biết vâng chủ nhân yêu đế phi thân hạ trong nước bắt đầu triệu tập yêu vương tuần tra giang giật phóng thích thần niệm dò xét hắn một trận xác định hắn rất nghe lời lúc này mới mở to mắt cười nói chư vị yên tâm đi kề bên này thời gian ngắn hẳn là sẽ rất an toàn đại gia an tâm ở lại đây dưới đối đãi ta luyện hóa khốn long thảo thực lực đạt tới thiên quân về sau, lại mang các ngươi sông sáo đông hoàng đại lục. Số 24 bắt đầu đại bảo, các ngươi chuẩn bị xong chưa? chương 631, Chiêm Tinh Sư, ông, đông hoàng đại lục tây bộ lớn nhất thành trì đông tà thành trong sân rộng, sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, một cái cự đại truyền tống trận quang mang lấp lẽ, thật lâu không ngừng. Truyền tống trận phụ cận có một ngàn quân sĩ thủ vệ, toàn bộ người mặc màu đen chiến giáp, đầu đội màu đen chiến nón trụ, trong tay cũng cầm màu đen chiến đao, tất cả mọi người khuôn mặt yên lặng, khí thế kinh khủng, lại đều là kim cương cường giả. Cầm đầu một tên người mặc tướng quân chiến khải, vẫn là thiên quân cường giả, bốn phía trên quảng trường có rất nhiều võ giả, người đi đường, nhưng không có người dám can đảm tới gần nơi này một đội quân sĩ. Đề phòng, truyền tống trận lấp lánh không ngớt, tướng quân kia sắc mặt cũng khẩn trương, hắn vung tay lên một nửa quân sĩ lập tức đem truyền tống trận bao bọc vây quanh, toàn thân đề phòng. Suy suy, truyền tống trận sáng lên trọn vẹn thời gian một nén nhang, quang mang tài nhược đi, to lớn trong truyền tống trận tâm ngưng tụ ra hơn 10 bóng người. Những người này rất nhiều khí thế đều không thể so với tướng quân kia yếu, vừa ra thành trì bên trong, mấy tên lão giả cũng nhanh chóng vọt ra, đem trong đám người mấy cái công tử tiểu thư hộ vệ ở trong đó. Tham kiến các vị công tử, tiểu thư, chư vị đại nhân, tướng quân kia đầu tiên là chấn động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cung kính, một gối quỳ xuống hành lễ nói, bốn phía quân sĩ chỉnh tề quỳ xuống, quát khẽ tham kiến các vị công tử, tiểu thư, chư vị đại nhân. Ừm, tới công tử tiểu thư có sáu vị, chính là Y Thiền, Doãn Nhược Băng, Lăng Thất Kiếm, Lăng Thi Nhã, Vũ Nghịch, Đồ Long, mấy người thẳng đến Phi Mã Hoàng Thành, sau đó tiếp cận thiên thạch cùng một chỗ truyền tống tới Đông Hoàng Đại Lục. Khoảng cách xa như vậy truyền tống, cần tốn hao thiên thạch là giá trên trời, giống như độc thân truyền tống, coi như dùng mọi người giàu có đều sẽ đau lòng. Đương nhiên mọi người nếu là ám chỉ để phi mã hoàng triều ra khoản này thiên thạch, phi mã tộc khẳng định sẽ vui lòng, chỉ là mọi người cũng không muốn cùng phi mã tộc có nửa điểm hút mắc sở dĩ cùng một chỗ góp thiên thạch truyền tống trở về mở ra truyền tống trận chúng ta muốn truyền tống về phật đế thành y thiền bên người một cái tóc bạc lão ẩu lấy ra một tấm lệnh bài sau đó ném ra một cái cổ thần nguyên giới mang theo y thiền tiến vào một cái trong truyền tống trận doãn nhược băng lăng thất kiếm lăng thi nhã vũ ngịch đồ long bọn người phân biệt tiến vào một cái truyền tống trận đồng dạng lộ ra một tấm lệnh bài cùng ném ra một cái cổ thần nguyên giới mở ra truyền tống trận, tướng quân kia từng cái kiểm tra cổ thần nguyên trong nhẫn thiên thạch số lượng, xác nhận không sai về sau, vung tay lên quát khẽ, trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, những công tử này các tiểu thư vì sao tốn hao cách xù thiên thạch, cũng muốn vội vàng chạy về mỗi cái gia tộc các nàng không phải đi huyền thần cung đoạt bảo sao làm sao trở về nhanh như vậy còn có nhà bọn hắn công tử lại thế nào không có trở về. Không chỉ là tướng quân này nghi hoặc, còn lại quân sĩ cùng trên quảng trường người đều hoang mang không thôi, chờ mọi người truyền tống sau khi đi, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghị luận không ngớt. Có thể thấy cửu đế gia tộc các vị cấp cao nhất công tử tiểu thư thiên nhan, để mọi người hưng phấn không thôi, nhất là y thiền cùng doãn nhược băng lăng thi nhã ba người, mặc dù đều bị kín mặt, nhưng nhìn thoáng qua các nàng uyển chuyển thân thể mềm mại, cũng đủ làm cho rất nhiều người trẻ tuổi dư vị mấy tháng. Ông, sau nửa canh giờ, truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, trên quảng trường vô số người vừa khẩn trương, lần này lại là cái nào đại nhân vật truyền tống tới võ giả ai có như thế thêm thiên thạch cưới truyền tống trận, phi thiếu, các loại trợ truyền tống trận quang mang yếu đi, tướng quân kia lập tức quỳ một gối xuống xuống dưới, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, còn lại quân sĩ cũng nhanh chóng quỳ xuống, tự liền trên quảng trường rất nhiều võ giả cũng quỳ xuống, bởi vì cái này đông tà thành là thuộc về tà gia thành trì, rất nhiều đều là tà gia con dân. Đứng lên đi, tà phi sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi vào một cái trong truyền tống trận, vung tay lên nói, mở ra truyền tống trận. Nhanh mở ra truyền tống trận, Tướng quân vội vàng phất tay, mấy tên quân sĩ cuống quýt mở ra truyền tống trận, đem Tà Phi truyền tống về Tà Đế thành. Các loại chợ truyền tống trận quang mang yếu đi, tướng quân kia mới đầy mắt mê hoặc thì thào, phi thiếu sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là đoạt bảo thất bại, đúng rồi. Trước đó không lâu thành chủ Triệu Tập 30 tên đại nhân đi phi mã đại lục, tại sao không có đồng thời trở về a? À? Ông, Đông Hoàng đại lục Tây bộ đại thành đệ nhất, trong thành trong quảng trường sáng lên một đạo trùng thiên quang mang hấp dẫn trên quảng trường mấy vạn người chú ý. Truyền tống trận đây chính là các đại nhân vật sử dụng công cụ, có được cửu đế gia tộc liên hợp phát ra lệnh bài, cưới truyền tống trận phí tổn chia đôi, bình thường võ giả nếu là muốn thừa ngồi truyền tống trận, đây chính là cần giá trên trời thiên thạch. Cũng kỳ như theo đông bộ tà đế thành truyền tống đi Tây Bắc Phật đế thành, vậy cần thiên thạch 10 vạn, đây chính là truyền tống một lần phí tổn, bình thường tiểu gia tộc đem ra sản bán sạch có thể hay không góp đủ 10 vạn thiên thạch, cái kia còn khác nói liền xem như y thiền bọn người, bình thường nếu không có việc gấp, cũng không dám tùy ý truyền tống, trừ phi tại bản thân địa bàn bên trên, tỷ như tạ phi tại bản thân địa bàn bên trên tựu không cần tốn hao thiên thạch. Đông Hoàng Đại Lục hào hán vô biên, rộng lớn bát ngát, nơi này vạn tộc san sát, ai cũng không biết có bao nhiêu người, mảnh này đại lục cũng chiếm cứ vô số lớn nhỏ gia tộc, càng có rất nhiều thượng cổ thế gia, cường đại chủng tộc. Mảnh này trong đại lục nhất cường đại gia tộc, liền là Cửu Đế gia tộc, Cửu Đế gia tộc phân biệt chiếm cứ đại lục Đông. Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam tám khối siêu cấp lớn địa vực. Còn có một cái gia tộc chiến gia rất kỳ quái, cũng không có chiếm cứ rất lớn cương vực, chỉ là khống chế một ngọn núi cùng một tòa thành. Bất quá kia Sơn rất nổi danh, gọi huyền thần Sơn, kia thành chỉ cũng rất nổi danh, gọi huyền đế thành. Huyền đế thành đã từng là đông hoàng đại lục đế đô, huyền thần Sơn thì là huyền đế ở lại địa phương. Còn như trong đại lục bộ một khối siêu cấp rộng lớn thổ địa, lại bị vô số thượng cổ gia tộc và đặc thù cường đại chủng tộc phân biệt chiếm lấy. Cửu đế gia tộc cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng không có từng bước xâm chiếm trung bộ kia phiến so với bọn hắn gia tộc địa bàn lớn hơn gấp 10 thổ địa. Hơn 70 vạn năm qua, đại lục mặc dù chiến loạn không ngừng, trung bộ vô số địa vực bá chủ đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng cửu đế gia tộc một mực sừng sướng tại đại lục ở bên trên. Trung bộ chiến hỏa chưa từng dám đốt vào cửu đế gia tộc địa bàn, bất kỳ cái gì thế lực có lẽ gia tộc dám tiến công cửu đế gia tộc địa bàn cuối cùng đều sẽ hôi phi yên diệt đều không ngoại lệ tây bộ đều là tà đế địa bàn tà phi truyền thống tự nhiên không cần thiên thạch hắn không lọt vào mắt trên quảng trường một mảnh quỳ xuống quân sĩ thân thể bay lên không bắn thẳng đến thành bắc lớn nhất một tòa thành lâu đài trong đám đó tòa lâu đài này quần chiếm diện tích cực lớn ít nhất phương viên mấy trăm dặm chiếm cứ thành chỉ một phần tư địa vực bên trong đều là đếm không hết tòa thành tòa lâu đài này nhìn rất là già nua cổ phác khắp nơi lộ ra đại khí cùng uy nghi Tà phi theo đại môn bay vụt mà tiến, bên trong vô số hộ vệ dưới người nhao nhao quỳ xuống, hắn một đường hướng bên trong bay đi, ít nhất có mấy ngàn tên hộ vệ cùng hạ nhân quỳ xuống. Phụ thân đại nhân nhưng tại bên trong, tà phi chọn vẹn bay nửa nén hương thời gian, mới đi đến một tòa cự đại tòa thành trước, hắn hướng phía cửa một tên thiên quân hộ vệ trầm giọng hỏi. Người kia nhẹ gật đầu, tà phi bước nhanh hướng bên trong đi đến, nhìn thấy một tên người mặc hoa bào, khí độ huy nghi trung niên nhân về sau, liên thanh quát to, phụ thân, phụ thân. Trung niên nhân ngay tại thản nhiên uống trà, nhìn thấy tà phi vội vàng vào đây, nhàn nhạt liếc qua, đôi tròng mắt kia bên trong lại có lôi quang lấp lánh, thấy tà phi thân thể run lên, vội vàng dừng lại chắp tay nói, hải nhi tham kiến phụ thân đại nhân. Trung niên nhân lúc này mới khẽ vuốt cằm, xoay đầu lại nhàn nhạt nói ra, phi nhi, phi phụ trước kia dậy qua ngươi đi, bất kỳ cái gì sự tình đều không còn gì để mất đi tỉnh táo, phải chú ý dáng vẻ, thiên không xuống sập. Tà phi nhẹ gật đầu, lúc này mới nói ra, phụ thân, xin ngài triệu tập một tên chiêm tinh sư cùng thần văn sư cho Hải Nhi, Hải Nhi muốn đi truy sát một cái cửu địch, cướp đoạt khốn long thảo. chương 632, Phật Đế Thành, chiêm tinh sư, đây là đông hoàng đại lục rất đặc thù một chủng tộc, cái chủng tộc này chiến lực phổ biến rất thấp kém, nhân khẩu cũng thưa thớt. Nhưng cái chủng tộc này chiếm cứ trung bộ một tòa nổi danh đại thành trì chiêm tinh thành, bọn hắn chủng tộc tộc trưởng cũng bất quá thần du cảnh đỉnh phong thực lực. Kỳ quái hơn chính là, hơn 70 vạn năm, Chiêm Tinh thành một mực sừng sướng tại trong đại lục bộ, thành chủ thủy chung là Chiêm Tinh sư nhất tộc, bất kỳ cái gì cường giả thế lực lớn cũng không dám công kích tòa thành trì này, bởi vì cái này Chiêm Tinh sư nhất tộc có một loại cường đại thần thông, Chiêm Tinh thuật. Bất luận cái gì võ giả miễn là còn sống, chỉ cần cho Chiêm Tinh sư khóa chặt linh hồn khí tức, hắn liền có thể thông qua Chiêm Tinh thuật, truy tra ngươi chỗ đại khái phương vị, tiếp tục một đường truy sát, không ngừng sử dụng Chiêm Tinh thuật, cuối cùng tìm tới ngươi. Sở dĩ chiêm tinh sư có thụ siêu cấp gia tộc yêu thích, siêu cấp gia tộc có được chiêm tinh sư đối với những cường giả kia du hiệp cũng là một sự uy hiếp, người nếu dám đánh giết nhà ta con em, ta vận dụng chiêm tinh sư truy sát người đến chết. Còn như thần văn sư, kia càng là một loại thần kỳ tồn tại. Thần văn sư có thể bố trí một chút thần văn kỳ dị, những này thần văn bên trong có được không gian đạo văn, có thể dẫn đầu một nhóm người vượt ngang hư không. Đông Hoàng Đại Lục có rất nhiều thành trì, trong thành trì cơ bản đều có truyền tống trận, nhưng đại lục quá lớn, rất nhiều núi hoang của vực bên trong đều ít ai lui tới, không có thành trì. Cái này thiên tinh giới cũng quá lớn, không có truyền tống trận, cần nhờ phi hành đi qua, rất nhiều nơi đều phải tốn phí mấy tháng, thậm chí mấy năm. Thần văn sư không phải đặc thù chủng tộc, chỉ là bồi dưỡng cũng là dị thường khó khăn, mỗi một vị thần văn sư đều là các đại gia tộc cướp đoạt mời chào đối tượng. Dù sao dẫn một đám người hoành độ hư không, không nói cái gì, cái này truyền tống cần thiết thiên thạch liền có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu chiêm tinh sư thần văn sư uy nghi trung niên nhân nghe được tà phi lời nói trong mắt lại hiện lên lôi quang khi thế thoáng cái trở nên lăng lệ tòa thành bên trong bầu không khí đều trở nên phá lệ đè nén hắn quét tà phi một chút suy tư một lát mới nói ra khốn long thảo bị ai chiếm nói rõ chi tiết nói tà phi thở dài một hơi vội vàng đem huyền thần cung đoạt bảo sự tình nói một lần hắn lần này đạt được hai kiện bảo vật còn cái thứ nhất bị truyền tống ra cũng không tính nhục tà ra con em tên tuổi bất quá cuối cùng bị giang giật giết tà quân, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt, không chém giết giang giật, đoạt lại khốn long thảo độn thiên hỏa vân khải, trong lòng của hắn khẩu khí này rất khó nuốt xuống. Uy nghiêm trung niên nhân nghe xong tà phi giảng thuật lại suy tư, một lát sau mới vung ra một tấm lệnh bài nói, người mang một tên thần văn sư cùng chiêm tinh sư đi thôi, mặt khác triệu tập một tên cung phụng cùng 30 tên tả đế quân cho ngươi. Nhớ kỹ, khác đừng yếu đi chúng ta tà ra tên tuổi, mà lại thần văn sư cùng chiêm tinh sư không thể ra nửa điểm sự tình nếu không tự lĩnh tộc pháp đi cung phụng tà phi trên mặt lộ ra nét mừng cái này cung phụng thế nhưng là tà gia trí cường giả cung phụng không nhiều chỉ có trăm người nhưng mỗi một cái đều thực lực kinh thiên bình thường đều đạt đến thiên quân đỉnh phong cái này cung phụng đơn giản không điều động bọn hắn tà gia có thể điều động cung phụng người không cao hơn năm người đương nhiên tà gia còn có một số lão quái vật càng kinh khủng những lão quái vật kia coi như phụ thân hắn đều điều động không được chỉ có ra ra hắn tả đế một người có thể thúc đẩy. Đa tạ phụ thân, tà phi rất cung kính không người hành lễ, hắn cái này phụ thân nhìn nghiêm khắc, nhưng là chân tâm đối tốt với hắn. Chiêm tinh sư thần văn sư cùng cung phụng đồng dạng, người bình thường điều động không được, phụ thân hắn đơn giản điều cho hắn, là cho hắn lớn lao mặt mũi. Hắn bái biệt phụ thân hắn, nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra, trên mặt khôi phục thong dong cùng bình tĩnh, khóe miệng nụ cười tà khí gây nên vô số thị nữ một trận hoa si, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía tây, trong mắt sát cơ lóe lên, oán hận nói ra tiểu tặc chờ lấy, mặc dù ngươi hội độn thiên chi thuật, nhưng không được bao lâu ta liền có thể tìm tới ngươi, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Gia Gia đang bế quan phụ thân đi huyền đế thành, cùng một thời gian, Vũ Nghịch cũng trở về đến bác đế thành nội, hắn về thành sau biết được phụ thân hắn không ở phía sau, liền triệu tập hai vị trưởng lão, ra lệnh, điều tra giang dật tư liệu. Đồng thời hắn phái người đưa tin cho huyền đế thành phụ thân hắn, đồng ý thỉnh cầu triệu tập chiêm tinh sư cùng thần văn sư, chuẩn bị truy sát giang giật. Huyền đế ngoài cung giang giật một chiêu kế mượn đao giết người, mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng cũng làm cho hắn rất mất mặt, khốn long thảo cùng độn thiên thần kỹ hỏa vân khải đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn, nhất là phía trước cả hai, càng là tuyệt thế chân bảo. Đồ long về tới thú đế thành, đồng dạng trước tiên đi điều tra giang giật tư liệu, cùng triệu tập chiêm tinh sư cùng thần văn sư. Ta ra 30 tên cường giả, còn có phi mã hoàng triều vô số cường giả đều đang tìm giang giật, còn mang theo vô số linh bức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Giang giật độn thiên thần kỹ quá lợi hại, cái này thần kỹ cũng làm cho đồ long thốt nhiên tâm động, như thế thần kỹ cũng nhất định phải nắm giữ tại cửu đế gia tộc trong tay. Kiếm vô ảnh mặc dù còn tại phi mã trong hoàng thành, nhưng đưa tin đã đến kiếm đế thành, cuối cùng còn chuyển đến kiếm đế trong tay. Kiếm đế vung tay lên, để một tên cung phụng mang theo một cái chiêm tinh sư một cái thần văn sư, cùng người mấy tên thiên quân cường giả truyền tống đi phi mã thành đối với cháu trai bảo bối này hắn nhưng lại yêu thích vô cùng chỉ cần hắn sở cầu không tính quá phận cơ bản cũng sẽ không từ chối hắn tin tức rất nhanh cũng tại đông hoàng đại lục truyền ra đưa tới một mảnh xôn xao giang công tử cái tên này thoáng cái thanh danh vang dội đương nhiên tại rất nhiều trong lòng người giang giật đã là một người chết cửu đế gia tộc cường đại không cho chất vấn đắc tội tà phi vũ nghịch kiếm vô ảnh người này phải chết Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thất Kiếm riêng phần mình trở về gia tộc về sau, cũng được biết các nàng phụ thân không có ở thành nội, đi huyền đế thành, hai người là không có tư cách đi gặp hiên đế Doãn Đế, cũng không có quyền điều người, chỉ có thể phái người đi điều tra gian giật tư liệu, cùng tìm hiểu tình báo. Phật Đế Thành, y thiền ra trên quảng trường trong nháy mắt, đưa tới toàn thành một mảnh xôn xao, cái này y ra đời thứ ba ưu tú nhất con em, Phật Đế yêu thích nhất tôn nữ, đã một mình ra ngoài ba năm, hôm nay rốt cục trở về. Tam muội Tiểu thư, Phật đế thành Bắc bên cạnh có một tòa cử đại sơn phong, y thiền thân ảnh trong thành truyền tống trận sau khi xuất hiện, ngọn núi bên trên có vài chục người bay vụt mà đến, toàn bộ thật xa tự kích động kêu lên. Y thiền mang theo mặt nạ không nhìn thấy thần sắc, đôi mắt trong sáng nội ẩn ẩn có sương mù, nàng cúi người thi lễ một cái, bay lên không nghinh đón tiếp lấy, dễ nghe thanh âm vang lên, nhị ca, chư vị trưởng lão. Mấy chục người bên trong phía trước nhất là một tên phong thần như Ngọc Tuấn Tú Thanh Niên, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay đến, thoáng cái kéo lại y thiền tay, trên mặt đều là cương chiều đau lòng nói ra, tam muội những năm này thế nhưng là khổ ngươi, nhanh lên sơn, mẫu thân thế nhưng là trông mòn con mắt a à. Ừm, y thiền nhẹ gật đầu, theo mọi người hướng trên núi bay đi, rất nhanh bay lên thành bắc đỉnh núi cao, một cái cổ phát tiểu ngoài trang viên. Cửa bên ngoài một tên Mỹ phụ nhân dẫn một đám người đã sớm đang nghênh tiếp, nhìn thấy y thiền người Mỹ phụ kia trong mắt mang theo nước mắt, lại mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mỉm cười nói, nhà ta tiểu công chúa rốt cục trở về mẫu thân, mà lấy y thiền cường đại tâm tính, cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng, nàng đi vài bước quỷ gối Mỹ phụ nhân trước mặt, cung cung kính kính cho Mỹ phụ nhân cúc cúi đầu ba cái, lúc này mới cười bên trong mang nước mắt đứng lên, hỏi, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, những năm này vừa vặn rất tốt. Mỹ phụ nhân huyền chuyển cười nói, cái gì cũng tốt, liền là muốn ta vợ con thiền. Mẫu thân, y thiền kéo lại Mỹ phụ nhân nhẹ tay nhẹ lắc lắc, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm nghị nhìn qua Mỹ phụ nhân hỏi, mẫu thân, người cũng đã biết y phiêu phiêu người này còn có dư ôn. chương 633, con gái lớn không dùng được. Y phiêu phiêu dư ôn, Mỹ phụ nhân trầm tư một trận, lắc đầu nói thiền, hai cái danh tự này ta là lần đầu tiên nghe qua a à, người vừa về đến tự hỏi cái này để làm gì hẳn là rất quan trọng. Y thiền nhẹ gật đầu, nàng nhớ tới giang giật nghe nói nàng không biết hai người về sau, kia thất vọng cô đơn dáng vẻ, lại liên thanh nói ra kia ra ra cùng phụ thân có đây không việc này rất trọng yếu, ra gia người năm ngoái tựu bế quan, chưa từng gặp khách. Mỹ phụ nhân nhẹ giọng giải thích nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía phía nam, nói ra, phụ thân ngươi hai ngày trước mới đi huyền đế thành, rất nhiều gia tộc cũng phái người đi, nghe nói huyền đế cung ra huyền thần trên núi đúng rồi. Thiên, đoạn thời gian trước ngươi không phải đưa tin đi nói huyền đế cung đoạt bảo sao cái này huyền đế cung tại sao lại ra huyền thần trên núi. Đúng a, à, tam muội, kia phong thần như ngọc thanh niên cũng tò mò hỏi, các ngươi không phải đều đi đoạt bảo sao vì sao huyền đế cung hội thoáng cái xuất hiện huyền thần trên núi. a à, y thiền đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, nàng nghẹn ngào lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại là bởi vì giang giật huyền thần cung mới có thể xuất hiện lần nữa dị biến huyền thần cung trở về huyền thần sơn, hẳn là về sau sẽ không cho người vượt quan đoạt bảo. Y thiền con người lấp lánh vài vòng, đột nhiên lên tiếng nói, mẫu thân, ta có một kiện chuyện trọng yếu, ta muốn đi huyền đế thành tìm phụ thân, mặt khác các ngươi giúp ta tra một chút gia tộc nhưng có y phiêu phiêu người này, còn có dư ôn. Mỹ phụ nhân có chút trách cứ nhìn qua y thiền nói, người đứa nhỏ này vừa trở về lại muốn đi ngươi cũng không muốn bồi bồi mẫu thân sao. Mẫu thân, y thiền núng nịu lắc lắc Mỹ phụ nhân tay, nói thật là chuyện rất trọng yếu, có một thiếu niên, có thể cùng chúng ta y ra có chút nguồn gốc. Người này vẫn là bất thế kỳ tài, giờ phút này đoán chừng đang bị mấy gia tộc lớn liên thủ truy sát, gia tộc như đem hắn cứu trở về, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một tên nghịch thiên cường giả thiếu niên mỹ phụ nhân con mắt thoáng cái sáng lên xem xét y thiền vài lần nói thiếu niên kia bao lớn a à thực lực gì a à, trong nhà bối cảnh như thế nào nhân phẩm thế nào dáng dấp khôi ngô à ha 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 phong thần như ngọc thanh niên cười to nói mẫu thân Người cũng không phải không biết muội muội là bực nào tâm cao khí ngạo nàng coi trọng nam tử có thể tranh lệch sao y thiền trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng dậm chân một cái nói mẫu thân ca ca không phải là các người nghĩ như vậy. Ai nha, không cùng các người nói, ta đi tìm phụ thân đi. Nói, y thiền hướng Mỹ phụ nhân kho người sau khi hành lễ, thân thể hướng phía dưới núi bay đi, rất nhanh biến mất tại trong truyền tống trận. Ai, con gái lớn không dùng được a à? Mỹ phụ nhân thở dài một tiếng, trên mặt lại là mang theo cưng chiều mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thoáng cái trở nên lăng lệ, lẩm bẩm nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có thể làm cho ta tự thiền nhi xem trọng thiếu niên, đến tột cùng là bực nào nghịch thiên muốn nhập chúng ta y gia môn cũng không phải sự tình đơn giản. Huyền đế thành thời khắc này xác thực có đại sự xảy ra, huyền thần cung ra huyền thần trên núi. Cửu đế gia tộc nhị đại gia chủ đều tới, cửu đế lại một cái không có lộ diện. Những gia chủ này bọn họ cũng là đến đi tiền trạm dò xét tình huống, nếu bọn họ không có cách nào mở ra huyền thần cung, những lão gia hỏa kia mới có thể xuất động. Huyền đế năm đó lưu lại một câu di ngôn, như huyền thần cung ra huyền thần sơn, kia biểu minh huyền thần cung bắt đầu tự động tìm chủ, người có duyên huyền thần cung sẽ tự động nhận chủ, không có người có duyên chớ cưỡng cầu. Câu nói này nói đến rất rõ ràng, chỉ bảo người có duyên biết được, không thể cưỡng cầu, sở dĩ cái này huyền thần cung chú định là ai tựu là ai, người coi như chiến lược kinh thiên, mệnh chung không có duyên phận cũng không có cách nào đạt được. Sự thật cũng là như thế, hai ngày này thời gian, cửu đế gia tộc gia chủ phân biệt dẫn người lên núi, nhưng sở hữu cường giả đều chỉ có thể bò lên trên giữa sườn núi, thậm chí có gia tộc tới mấy lão quái vật, nhưng đều chỉ có thể lên giữa sườn núi, liền huyền thần cung toàn cảnh cũng không thấy. Mặc dù như thế, cửu đế gia tộc vẫn là không có từ bỏ, huyền thần cung ra huyền thần sơn tin tức một mực phong tỏa. Cửu đế gia tộc các gia chủ đều đang nghĩ biện pháp leo lên núi đỉnh, hoặc là bí mật triệu tập các gia tộc ưu tú con em, đi leo sơn tìm cơ duyên, nhìn xem có phải là hay không mệnh chung người kia. Huyền đế cung là thiên hạ đệ nhất trí bảo, không nói cái gì, vạn nhất huyền đế năm đó đã dùng qua huyền thần khải cùng huyền thần đao thật lưu tại huyền đế cung nội, ai có thể đạt được kia chiến lực nhất định có thể tiêu thăng mấy lần, đây chính là thần khí trong truyền thuyết A. Huyền đế cung nội còn có bao nhiêu trí bảo không ai nói rõ được, coi như không có bảo vật, cái này huyền thần cung bản thân liền là một kiện trí bảo, bất kỳ cái gì gia tộc đạt được đều có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng cường giả, để cho mình con em đi vào ma luyện tăng thực lực lên. Khi thiền đi vào huyền đế thành về sau, được cho biết phụ thân hắn tại huyền thần sơn giữa sườn núi, mà nàng muốn đi leo núi lúc lại phát hiện nàng liền huyền thần sơn nửa bước đều bò không lên không chỉ có là nàng còn lại gia tộc tiểu thư một người cũng tới không được huyền thần sơn cái này huyền đế cùng tựa hồ bản năng bài xích nữ tính hoặc là huyền đế lúc trước thiết lập người có duyên này không thể nào là nữ tử y thiền rất là bất đắc dĩ huyền thần trong núi có lại thần kỳ cấm chế căn bản là không có cách đưa tin cho nàng phụ thân nàng chỉ có bất đắc dĩ tại huyền đế thành ở lại chờ đợi phụ thân nàng trở về giang giật tà phi đám người đã đuổi theo giết ngươi đều mang thần văn sư cùng chiêm tinh sư ngươi có thể sống sót hay không tự xem ngươi mệnh nhìn qua cao vút trong mây không nhìn thấy đỉnh núi huyền thần sơn y thiền ánh mắt nhìn về phía phía nam bất đắc dĩ thở dài nàng đã được đến tin tức tà phi bọn người thẳng đến huyết giả hung hải đoán chừng đã xem bói đến giang giật hành tung đông hoàng đại lục phía nam một cái vắng vẻ trong hạp cốc một tên toàn thân bao phủ tại bạch bào bên trong lão giả ngồi xếp bằng trên mặt đất trên người hắn lóng lánh thất thải quang mang, những ánh sáng kia bên trong còn có phù văn thần bí lưu truyền, cả người đều nhìn quỷ dị dị thường huyền bí. Cái này lão giả áo bào trắng phụ cận có 30 danh khí hơi thở cường đại võ giả bốn phía tản ra đề phòng, 30 người thần thức bốn phía liếc nhìn, mắt hổ bên trong quang mang bắn ra bốn phía, một khi có người tới gần, tuyệt đối sẽ lập tức bị chém giết. Lão giả áo bào trắng bên người còn có ba người, một người mặc đại hồng bào con khôi ngô người trẻ tuổi, trên cổ hắn mang theo một chuỗi cổ phát không biết tên xương thú dây chuyền, mái tóc màu đen trải thành từng cái bím tóc, cách ăn mặc rất là quái dị. Người trẻ tuổi bên cạnh thì là một cái nhỏ gầy lão giả, toàn thân đều gầy đến da bọc xương, một đôi tay càng giống là khô thụ làm, trong tay hắn chống một cái lục sắc quải trượt, đứng tại người trẻ tuổi bên cạnh trầm mặc không nói. Ngoài ra còn có một người đồng dạng người mặc bạch bào, chừng 40 tuổi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía công tử trẻ tuổi, thần sắc có chút nịnh nọt. Ông, Xếp bằng ngồi dưới đất lão giả đột nhiên mở mắt, trên người hắn thất thải quang mang cũng đã biến mất. Những cái kia phù văn ẩn vào thể nội, ánh mắt của hắn nhìn về phía biên giới Tây Nam nói, phi thiếu, tại biên giới Tây Nam, khoảng cách còn rất xa, không cách nào cảm ứng được phương vị chính xác. Ừm, phu lão vất vả, khôi ngô người trẻ tuổi chắp tay khách khí vái chào, lập tức hướng trung niên nhân bên cạnh nói ra, làm phiền thần văn sư. Phi thiếu khách khí, hẳn là, trung niên nhân nịnh nọt cười một tiếng, sắc mặt rất nhanh khôi phục yên lặng, hai tay sáng lên đạo đạo bạch quang, kia bạch quang cùng vừa rồi kia lão giả áo bào trắng đồng dạng, phía trên có phù văn thần bí. Hai tay của hắn kết ấn, nhanh chóng hướng phía trước hư không đánh ra đạo đạo lưu quang, kia lưu quang rất là thần kỳ, cũng không có bắn thẳng đến hư không mà đi, mà là tại giữa không trung định trụ chậm rãi lưu truyền. Một đạo, 10 đạo, trăm đạo, thần văn sư không ngừng đánh ra lưu quang, trên bầu trời đều là từng cái từng cái lưu quang tạo thành bạch tuyến, trăm đầu bạch tuyến giao thoa tung hoành, tạo dựng ra một bức hùng vĩ, thần bí đồ án. Mỗi một đầu bạch tuyến bên trong phù văn lưu chuyển, quang mang lấp lánh, từng đạo hảo hãn xâm nhiên khí thức theo dây kia đường đồ thượng lưu chuyển ra, để phụ cận một chút cường giả đều cảm giác được kiềm chế. Những cường giả kia cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm kia dần dần thành hình quỷ dị đồ án, tại cái này trong bức vẽ bọn hắn cảm nhận được một tia đạo văn khí thức, tựa hồ đây không phải một bức tranh án, mà là năng lượng thiên địa đang ngưng tụ một loại nào đó thần bí đạo vận chương 634, hư không cổ đạo, thành, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, thần văn sư đánh ra mấy trăm đạo lưu quang, cái kia thiên không quỷ dị đồ án mới thành hình. Cái này đồ án rất là dườm già, nhìn cũng làm người ta hoa mắt, giống như là một bộ hảo hán tinh thần đồ. Tại thần văn sư cuối cùng một đạo lưu quang đánh ra về sau, cái này đồ án cũng sống lại, tất cả bạch tuyến bên trên quang mang phù văn như thủy ngân đều lưu động, hướng ở giữa nhất một cái điểm trắng hội tụ mà đi. Cái điểm kia cũng từ từ phóng đại, Cuối cùng điểm trắng biến thành một đầu đen nhánh cổ đạo, kia cổ đạo không lớn, chỉ có thể cho 10 người song song đi qua, u sâm sâm không biết dài bao nhiêu, cũng không biết thông hướng phương nào, cũng giống là một cái cự thú miệng rộng, làm người sợ hãi. Đi, Tà Phi vung tay lên, kia khô cốt lão giả một tay mang theo chiêm tinh sư, một tay mang theo thần văn sư hóa thành tàn ảnh vọt vào đen nhánh cổ đạo bên trong, Tà Phi cùng còn lại 30 tên thiên quân cũng theo sát phía sau, xông vào đen nhánh cổ đạo bên trong. Ông Tại tất cả mọi người biến mất tại hư không cổ đạo bên trong về sau, bầu trời quỷ dị đồ án quang mang lóe lên, tan thành mây khói biến mất ở giữa không trung, cuối cùng bốn phía bình tĩnh lại, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ông, chỉ là nửa canh giờ, Đông Hoàng Đại Lục biên giới Tây Nam huyết giả hung trên biển, một chỗ không gian tựu sóng gió nổi lên, một đầu hắc u u thông đạo ra giữa không trung. Tà phi bọn người lần lượt theo hư không cổ đạo bên trong bắn ra, mọi người nhìn qua bát ngát biển cả, đều cảm khái không thôi, cái này thần văn sư quả nhiên cường đại, chỉ là nửa canh giờ liền mang theo bọn hắn xuyên qua số ngàn vạn dặm, đã tới huyết dạ hung hải. Bên kia có cái tiểu hải đảo, đi, tà phi đầy mắt hưng phấn, chiêm tinh sư đã kết luận giang giật tự ẩn thân tại huyết giả hung hải chi bên trong, giờ phút này bọn hắn cũng đến trên biển. Chỉ cần lại truy tra một phen, nói không chừng liền có thể chuẩn xác tìm tới giang giật chỗ, tại để thần văn sư mang theo mọi người xuyên qua hư không, để cung phụng xuất thủ trong nháy mắt dây giang giật, kia ba kiện chí bảo liền là hắn mọi người bay đến trên hải đảo khô cốt lão giả đem chiêm tinh sư thần văn sư để dưới đất tà phi vội vàng chắp tay hướng chiêm tinh sư nói ra vu lão muốn lần nữa làm phiền ngươi ừm lão giả áo bào trắng chiêm tinh sư nhàn nhạt nhẹ gật đầu thần sắc có chút kiêu căng bọn hắn bộ tộc này cũng có cái vốn để kiêu ngạo thần văn sư có thể bồi dưỡng bọn hắn lại là trời sinh thể chất không phải chiêm tinh tộc nhân coi như ban cho hắn chiêm tinh thuật cũng vô dụng chiêm tinh sư ngay tại chỗ ngồi xếp bằng hai tay kết ấn trên thân chậm rãi sáng lên thất thải quang mang, trong vầng hào quang có thần kỳ phù văn lưu chuyển, một cỗ quỷ dị khó lường khí tức từ trên người hắn lưu chuyển mà ra, bốn phía không gian cũng tựa hồ có một loại không hiểu đạo vật, bất quá khi người đi cảm ứng lúc, lại không nhìn thấy sở không được, nói không rõ cũng nói không rõ, rất là huyền bí. Tà phi bọn người xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mỗi lần phóng thích chiêm tinh thuật lúc, đều cần nửa canh giờ trở lên, bọn hắn chỉ có thể khổ đợi. Nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa canh giờ chiêm tinh sư vẫn còn không đình chỉ chiêm tinh thuật tà phi bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc lần này như thế cần lâu như vậy chẳng lẽ lại xuất hiện dị biến hô lần nữa qua thời gian một nén nhang chiêm tinh sư rốt cuộc đình chỉ thi pháp hắn mệt mỏi mở to mắt trên người thất thải quang mang biến mất hắn thật dài thở dài mới nói ra phi thiếu chiêm tinh thất bại không cách nào khóa chặt người kia địa điểm cái gì tà phi biến sắc kia khô cốt cung phụng trong mắt hàn quang lóe lên lên tiếng nói tình huống như thế nào chiêm tinh sư lắc đầu thở dài ta vốn muốn khóa chặt người này nhưng đột nhiên không cảm ứng được khí thức của hắn ta chỉ có thể kết luận hắn hẳn là tại huyết dạ hung hải phía bắc hắn rất có thể tiến vào một loại nào đó thần kỳ trong không gian trên người hắn hẳn là có không gian trí bảo ít nhất là siêu thánh khí mẹ nó ta phi nổi giận chìm mắng lên huyết dạ hung hải to lớn như thế liền xem như trung bắc bộ cũng có mấy cái phi mã đại lục lớn như vậy hắn muốn từng cái tìm kiếm vậy không có mấy tháng là không thể nào Đợi, tà phi đôi mắt quang mang lấp lóe một trận, cắn răng nói ra, chúng ta tại bực này, cách mỗi ba ngày chiêm tinh một lần, ta cũng không tin hắn cả một đời trốn ở không gian thần khí bên trong. Cung phụng cùng những người còn lại cũng đành chịu thở dài, nếu là đi siêu tầm lời nói, qua tốn thời gian cùng tinh lực, máu này đêm hung trong nước cũng có rất nhiều yêu đế, mặc dù phía bắc tới gần đông hoàng đại lục, chung quanh đây yêu đế cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng sẽ rất phiền phức. Công tử, đã mất đi mục tiêu khí tức, gần như đồng thời, phi mã đại lục nhất phía nam một thành trì bên trong, một tên chiêm tinh sư hướng kiếm vô ảnh bẩm báo, kiếm vô ảnh tức giận đến giơ chân chửi mẹ, phía trước một lần chiêm tinh rõ ràng liền muốn khóa chặt giang giật phương vị, làm sao thoáng cái lại khóa chặt không được nữa. Tiếp tục chiêm tinh, nhất định muốn tìm tới hắn, kiếm vô ảnh nổi giận hét lớn, niên kỷ của hắn nhỏ, có thủ kiếm đế sủng ái, cũng mặc kệ cái này chiêm tinh sư thân phận tôn quý, chọc giận hắn trực tiếp một đao chặt. Cái gì tìm không thấy, bác đế thành nội, Vũ Nghịch vừa mới được phép có được triệu tập chiêm tinh sư cùng thần văn sư tư cách, hắn để chiêm tinh sư trước tiên dò xét, lại phát hiện khóa chặt không được giang giật phương vị. Chẳng lẽ tiểu tử này bị tà ra có lẽ kiếm ra người giết vẫn là trốn vào một loại nào đó không gian thần khí bên trong hắn tại huyền đế cung nội cũng không có thu hoạch được không gian thần khí A. Vũ Nghịch nghi ngờ thì thào vài tiếng, để chiêm tinh sư xuống dưới nghỉ ngơi, cũng dặn dò qua mấy ngày tại chiêm tinh mấy lần, có tin tức trước tiên báo cáo trong tay hắn giờ phút này cũng cầm một phần tư liệu, phía trên có giang giật kỹ càng tin tức, bao quát hắn tại thiên tinh đại lục tình báo, còn có phượng minh đại lục thú nhân đại lục sở tác sở vi. Hắn tùy ý nhìn một chút tư liệu, bên cạnh một vị quản gia bộ dáng lão giả thấp giọng bẩm công tử, có một cái theo thiên tinh đại lục trốn tới phân điện thánh nữ cầu kiến, nàng nói hiểu rất rõ giang giật, có thể giúp người đối phó giang giật. Thứ đầu gì, vũ nghịch nháy nháy mắt, không nhịn được phất phất tay nói, giang giật cái này tạp toái nói không chừng đều đã chết, còn đối phó cái gì đưa tin xuống dưới để mỗi người chia điện mật thiết chú ý một chút đi nếu là tiểu tử này còn sống lại nói cho ta ta đi trước huyền đế thành một chuyến nếu ta có thể được đến huyền thần cung cái này khốn long thảo không cần cũng được hắc hắc đã chiêm tinh sư đều không phát hiện được giang giật khí tức không gian thần khí lại rất là hiếm có sở dĩ vũ nghịch trong lòng cơ bản xác định giang giật đã chết đi khốn long thảo cũng bị tà phi hoặc là kiếm vô ảnh đoạt đi mặc dù rất không cam tâm hắn cũng chỉ có thể từ bỏ huyền thần cung ra huyền thần sơn, cái này so khốn long thảo sức hấp dẫn càng lớn, sở dĩ vũ mịch rất tự nhiên đem giang giật sự tình để tại một bên. Thú đế thành nội đồ long, lăng thất kiếm bọn người điều động chiêm tinh sư đồng dạng khóa chặt không được giang giật khí tức, nguyên bản rất nhiều đều đang chăm chú giang giật người, đều đem hắn không hề để tâm, toàn bộ truyền tống đi huyền đế thành, nếm thử bò lên trên huyền thần sơn, đạt được huyền thần cung. Huyền thần cung tin tức cũng không thể tránh khỏi truyền ra ngoài. Toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục bạo động, vô số cường giả hướng huyền đế thành hội tụ, ý đồ đạt được phần này cơ duyên to lớn. Có thiên thạch nhao nhao cưới truyền tống trận, không có thiên thạch võ giả chỉ có thể khổ bức phi hành, hoặc là cưới các loại phi hành công cụ, vượt ngang rộng lớn cương vực, thậm chí một chút cấp thấp võ giả, chuẩn bị trèo non lội suối tốn hao mấy năm hơn 10 năm, thậm chí cả đời thời gian cũng muốn đi đến huyền thần sơn, dây vào đụng một cái vận khí. Nếu có được đến huyền thần cung, sẽ một bước lên trời, trở thành trên thế giới này nhất cường đại võ giả một trong, dù sao có huyền thần đao cùng huyền thần khải, ai có thể giết chết hắn kém nhất trốn vào huyền thần cung, ai có thể phá mất huyền thần cung cấm chế. Đông Hoàng Đại Lục gió nổi lên vân dũng, Giang giật lại là không biết, hắn đột nhiên tiến vào đế cung bên trong, cùng huyền thần cung ra huyền thần trên núi, để hắn tránh thoát một lần kiếp nạn. Nếu không chúng gia tộc cùng một chỗ truy sát, hắn coi như có thể trốn đến chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết. chương 635, Luyện hóa khốn long thảo Giang giật tiến vào đế cung tự nhiên là có sự tình, hắn chuẩn bị luyện hóa khốn long thảo. Như thế chí bảo đặt ở trên thân, kia là phung phí của trời, mà lại nói bất định lúc nào truy binh liền đến, vô cớ làm lợi người khác. Sở dĩ qua mấy ngày, Giang giật thần niệm dò xét nhiều lần, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn tiến vào đế cung bên trong. Vân phỉ cấm chế thuật quả nhiên rất lợi hại, không nói các nàng ẩn thân sơn độc, nàng tại toàn bộ hải đảo đều bố trí một cái cường đại huyễn trận. Giang giật cùng Phượng Loan tại đại trận thành về sau, bay ra ngoài dùng thần thức dò xét một phen, coi như dùng Giang giật linh hồn cường độ, không tra xét rõ ràng, đồng dạng không phát hiện được hải đảo này bên trong ẩn giấu người. Vân phỉ tại hải đảo bên trong bày ra ba cái huyễn trận, mà lại bởi vì nàng hiểu thảo mục tinh linh vô thuật, có thể khống chế cỏ cây di động, nàng bố trí đại trận không có sử dụng trận tâm thạch, chỉ là dựa vào cây cối thạch đầu dựa theo đặc thù quý tích di động, hình thành từng cái tự nhiên huyễn trận, gần như không có cấm chế ba động, càng không dễ dàng gây nên chú ý. Tứ Hải có yêu thú tuần tra, vừa có tình huống yêu đế sẽ sớm đi chặn đánh, Phượng Loan mấy người cũng hội trước tiên nhận được tin tức. Giang giật cho Phượng Loan một khối ngọc phù, một khi bóp nát ngọc phù hắn liền có thể biết được, hết thảy tất cả an bài xong, hắn còn không luyện hóa khốn long thảo, chờ đến khi nào. Khốn long thảo phương pháp luyện hóa quá đơn giản, Phượng Loan cùng tề lão đều biết, bực này thiên địa linh bảo cũng sẽ không với thân thể người có hại, Giang giật hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, chỉ cần an tâm luyện hóa là đủ. Bất quá cần thời gian tương đối dài, ít nhất phải 3 tháng mới có thể hoàn toàn hấp thu dược lực. Giang tiểu nô còn đang bế quan, rất có thể là tại lĩnh hội mặc vũ thần công đệ nhị trọng, tiền vạn quán cũng đang điên cuồng bế quan bên trong, không luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ cũng không sẽ xuất quan. Tiểu hồ ly không biết tại tu luyện thần công gì, một ngực ngủ say. Giang giật đem tề lão chu tùy cốc lão truyền tống ra ngoài về sau, lại đem chiến vô song truyền tống vào đến, phân phỉ lĩnh hội cấm chế ngược lại là ở đâu đều như thế, cùng chiến vô song nói chuyện tào lao vài câu, hai người phân biệt tiến vào một cái phòng, mở ra gian phòng cấm chế bế quan. Khốn long thảo, Giang giật lấy ra một cái hộp ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ cần luyện hóa thứ này, hắn đem có cơ hội không ngừng mạnh lên, thẳng tới mây xanh. Hít một hơi, Giang giật khu trừ tạp niệm, từ từ mở ra hộp ngọc, đem một gốc thần quang lòe lòe dược thảo cầm trong tay. Dược thảo này tựa như vật sống, vừa ra tay bên trong tựu có chút đang ngọ nguậy một cỗ thấm người sông vào mũi mùi thơm phát ra làm cho cả tẩm cung đều bị mùi thơm tràn ngập tranh thủ thời gian luyện hóa giang giật minh bạch mùi thơm này liền là dược lực tiêu tán đến càng nhiều dược lực bay hơi đến càng nhiều trong tay hắn nguyên lực hiện lên đem khốn long thảo bao lũng đi vào loại kia mùi thơm lập tức biến mất hắn cũng cảm nhận được trong tay khốn long thảo vặn vẹo đến càng ngày càng khoan khoái tựa hồ rất là không cam lòng bị luyện hóa Giang giật đương nhiên sẽ không nửa điểm mềm lòng, nguyên lực nhanh chóng quán chú, khốn long thảo chậm rãi tan rã, một tia năng lượng theo hắn lòng bàn tay tiến vào trong gân mạch. Tê tê, nóng, khốn long thảo năng lượng vừa tiến vào trong gân mạch, Giang giật cũng cảm giác gân mạch cháy rồi, để hắn kém chút đem khốn long thảo cho văng ra ngoài. Hắn vội vàng ngừng luyện hóa, đem cái kia năng lượng chậm rãi vận chuyển tiến thân thể nội, đợi năng lượng tiêu tán đi toàn thân, lại cảm giác toàn thân đều bị thiêu đốt. Cái kia năng lượng thoáng cái tiêu tiêu tán lái đi, toàn thân cơ bắp huyết mạch đều trở nên dị thường nóng rực, liền giống bị ném vào nồi lẩu bên trong, toàn thân đều sôi trào lên. Làm sao lại nóng như vậy hỏa linh châu làm sao không hộ chủ TT Giang giật nhe giang nhếch miệng một trận kêu rên, hắn mở to mắt đem áo bảo giật ra, ánh mắt hướng hỏa linh châu quét tới, cũng không có nhìn thấy nửa điểm dị động, hắn lại hướng khốn long thảo nhìn lướt qua, ám đạo tám môn. Chỉ là cái này khốn long thảo đã trải qua rồi luyện hóa, không có khả năng dừng lại, nếu không dược lực hội tiêu tán đến càng nhiều, vậy nhưng thật tựu phung phí của trời. Hắn vận chuyển vô danh công pháp, dẫn đạo những cái kia phát ra trong thân thể năng lượng du tẩu, từng cái để thân thể hấp thu, dạng này sẽ không nóng như vậy đến khó chịu. Tiếp tục, các thân thể khôi phục một chút, Giang giật tiếp tục luyện hóa khốn long thảo, kết quả một tia năng lượng tiến vào trong gân mạch về sau, Giang giật toàn thân đều run dày. Tại tia thứ hai năng lượng tiến vào thân thể về sau, nhiệt độ lại càng kỳ trà cao hơn phân, hắn lần này tựa như thật thiêu đốt, nếu không phải hắn cực lực khống chế giờ phút này sợ là lăn lộn dưới đất nóng quá nóng cái kia năng lượng vừa tiến vào thân thể về sau tự động phân tán đi toàn thân để toàn thân hắn đều tựa như đặt ở trên lửa nướng hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun lửa toàn thân mồ hôi đầm đìa không ngừng có chất lỏng màu đen chảy ra cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi làm người ta phát điên nổi điên làm sao bây giờ tiếp tục như vậy không được a à, ta nhất định sẽ không chịu nổi ngất đi một khi hôn mê Khốn Long Thảo năng lượng tuyệt đối sẽ bay hơi rất nhiều, chẳng lẽ Phượng Nhi cùng Tề Lão luyện hóa Khốn Long Thảo phương pháp không đúng? Giang giật toàn thân đều cảm giác bị nướng chín, hắn chịu đựng loại kia cảm giác sắp phát điên, não hải nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp. Tiếp tục như vậy hoặc là hắn ngừng luyện hóa, hoặc là ngất đi, bất kỳ cái gì một loại tình huống đều sẽ tiêu tán Khốn Long Thảo dược lực, như thế thiên địa kỳ dược lãng phí thật sự là thật là đáng tiếc. A. À ta toàn thân làm sao đều dinh dính cái này tối om om chất lỏng chính là cái gì a à? Giang giật phát hiện toàn thân đều tại bài suốt một loại hắc thúi chất lỏng, không nhịn được âm thầm kỳ quái, hắn con người nhất truyền, đột nhiên có một loại minh ngộ. Xem ra luyện hóa khốn long thảo chính là như vậy nóng, cái này khốn long thảo năng lượng hẳn là tại rèn luyện thân thể của hắn, đem thân thể bên trong tạp chất rèn luyện ra, bài suốt bên ngoài cơ thể, để thân thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Như vậy cũng tốt so đem một khối phế thể ném vào lò luyện bên trong, để liệt hỏa đem cái này sắt vụn dung luyện, gây dựng lại, tạp chất rèn luyện ra, cũng đem thân thể bên trong không trọn vẹn đại trận phế bỏ, một lần nữa bố trí một cái hoàn mỹ nhất đại trận. Nhịn xuống, phải nhịn lại, nếu không tự lãng phí khốn long thảo dược lực, cũng sẽ để thân thể không có cách nào đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Giang giật âm thầm khuyên bảo chính mình, không thể mất đi cái này cơ hội tốt, khốn long thảo vạn năm khó khăn ra một viên, bỏ qua cái này một viên, hắn đời này đem rốt cuộc không có cơ hội đạt được lớn như thế cơ duyên, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp chân quý cơ hội này. Chỉ là, theo khốn long thảo đệ tam tia năng lượng tiến vào trong thân thể, thân thể của hắn lần nữa nóng lên mấy phần, hắn cũng cảm giác muốn không chống nổi, hắn hữu tâm đứng vững, thân thể lại không biện pháp trèo chống, mắt thấy là phải ngất đi. Đúng rồi, hắn linh cơ khẽ động, nhớ tới hắn còn có một loại tuyệt kỹ, thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn vội vàng cố nén toàn thân thống khổ, để cho mình quên hết mọi thứ, tiến vào loại kia thần kỳ trong trạng thái. Quả nhiên, khi tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, hết thảy cũng không giống nhau, giang giật linh hồn giống như là xuất khiếu. Thân thể của hắn tại trên lò lửa bị nướng, nhưng hắn linh hồn chỉ cần không đi chú ý, liền sẽ không cảm giác nửa điểm thống khổ. Giờ khắc này linh hồn hắn tựa như dung nhập vùng thế giới này bên trong, thân thể của hắn cũng không phải hắn, hắn hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm thống khổ, cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi. Thiên nhân hợp nhất cùng thần thức khác biệt, thần thức là giang giật tại thông qua linh hồn cảm giác tình huống bên ngoài, thân thể thống khổ đồng dạng hội truyền đến linh hồn bên trong. Mà thiên nhân hợp nhất không sai biệt lắm là linh hồn xuất khiếu, linh hồn dung nhập vùng thế giới này, hắn nếu là không đi quản thân thể, thân thể của hắn tự cùng bên trong căn phòng một cái bàn, một nhanh bàn đá xanh đồng dạng không có khác nhau. Luyện hóa, khốn long thảo sẽ không thật đem thân thể nướng chín, chỉ là đem thân thể dung luyện, giang giật này sinh ác độc, không đi quản thân thể như thế nào, khống chế nguyên lực chậm rãi không ngừng luyện hóa khốn long thảo, đem khốn long thảo năng lượng không ngừng rót vào trong thân thể, đi cải tạo thân thể, đi để thân thể tẩy tủy dịch cân, trở nên hoàn mỹ. Cảm thụ được nóng hổi như hỏa thiêu thân thể, nhìn qua trong thân thể không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, giang giật rất là chờ mong, tại khốn long thảo cải tạo về sau, thân thể của hắn sẽ đạt tới cỡ nào hoàn mỹ tình trạng. chương 636, rốt cuộc tìm được, giết. Thời gian từ từ trôi qua, Giang giật toàn thân làn da càng ngày càng đỏ, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, toàn thân áo bảo đều bị chất lỏng màu đen bao trùm. Giang giật cẩn thận cảm ứng thoáng cái, phát hiện thân thể lại biên độ nhỏ cải biến, tỉ như một chút kinh mạch biến rộng, một chút kinh mạch tại co rút lại, một chút xương cốt tại sinh trường, một chút cơ bắp cũng tại bành trướng. Phát hiện này đem Giang giật dọa sợ, nếu là cái này cải biến là đối thân thể có hại, để hắn kinh mạch bị hủy diệt, hắn sau này sẽ là triệt để phế vật. Cũng may cái này cải biến là biên độ nhỏ, cái này khốn long thảo bản thân đặc tính liền là cải tiến thân thể, như thân thể không có biến hóa, vậy còn gọi cải tiến thân thể sở dĩ hắn quan tâm không quan tâm đến nó, tiếp tục khống chế nguyên lực luyện hóa khốn long thảo, để năng lượng chậm rãi tiến vào thân thể, tiếp tục cải tiến thể chất. Khốn long thảo luyện hóa rất chậm, giang giật cũng không dám quá nhanh, nhìn xem tình huống chỉ ít cần 3 tháng trở lên, giang giật có chút không có việc gì, hắn luôn không khả năng ngẩn người 3 tháng A. Lĩnh hội thuật đi, rất nhiều vu thuật đều mới nhập môn, giang giật dứt khoát không để ý tới thân thể, chuyên tâm cảm ngộ vu thuật, trước kia tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đều là dùng để dò xét, cũng không biết tại cái này trong trạng thái có thể hay không lĩnh hội. Hắn đem phân ra một tia tâm thần đi khống chế nguyên lực luyện hóa khốn long thảo, dù sao khốn long thảo năng lượng tiến vào trong thân thể sẽ tự động tiêu tán, cũng không cần hắn quản, hắn bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội phân thân thiên vạn. Kết quả, cái này một lĩnh hội lại xảy ra chuyện, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, hắn cảm giác lĩnh hội vô thuật tốc độ tựa như như bay, nguyên bản suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình thoáng cái nghĩ thông suốt, ba ngày thời gian hắn cảm giác lĩnh hội tốc độ, so trước kia lĩnh hội 30 thiên nhanh hơn. Cái này trạng thái thật thần kỳ, lĩnh hội tốc độ lại nhanh gấp 10, ta thế mà một mực không biết. Giang giật âm thầm ngạc nhiên, chính hắn đều bị hù dọa, tại hoang vu đông hải ngoài ý muốn cảm mộ như thế một loại trạng thái, hắn lúc ấy chỉ là vì mạng sống, tại huyền thần cung trên cầu nại hà, thiên nhân hợp nhất tiến vào đệ nhất trọng, hắn cũng là vô ý ở giữa xúc động, hắn một mực không biết cái này trạng thái lại còn có như thế công hiệu. Giống như giang giật loại ý nghĩ này, bị y thiền bọn người được biết, khẳng định hội mắng to ngu xuẩn, y thiền cùng doãn nhược băng coi trọng như thế giang giật, kỳ thật cùng hắn cảm một loại trạng thái này có quan hệ. Thiên nhân hợp nhất, đây là một loại phi thường thần kỳ trạng thái, tại loại trạng thái này bên trong, người sẽ cùng vùng thế giới này dung hợp làm một thể, người tức là thiên địa, thiên địa tức là người, người đều dung hợp tiến vào thiên địa thiên địa tự nhiên sẽ càng thân cận hắn hắn đi tìm hiểu thiên địa nửa đường văn cũng sẽ càng thêm đơn giản càng thêm dễ dàng thiên nhân hợp nhất là hào cảm nhất ngộ đạo văn cùng thiên địa chí lý trạng thái rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ trạng thái có thể tu luyện thành nhân loại đỉnh cao cường giả không nhất định có thể cảm mộ loại trạng thái này nhưng có thể cảm mộ loại trạng thái này chỉ cần không chất hiểu thường thường đều sẽ có một phen thành tựu hùng bá một phương võ giả tu luyện nguyên lực là cơ sở, đạo văn lại là cường đại căn nguyên. Nguyên lực tốt tu luyện, siêu cấp gia tộc đều có tu luyện trí bảo, có thể làm cho nguyên lực nồng đậm gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng đạo văn lại nhất định phải chính mình đi cảm mộ, không có đường tắt có thể đi. Trừ phi người luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, nhưng luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, đời này tiêu triệt để hủy, không có cách nào tiến giai. Sở dĩ gian giật tại hoang vu Đông Hải lúc, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, y thiền mới có mời chào chi tâm, cũng thuận dòng cứu được hắn một mạng. Đáng tiếc y thiền đối loại trạng thái này cũng không phải hiểu rất rõ, tăng thêm giang giật luyện hóa thiên thạch đem thân thể luyện hỏng, khốn long thảo lại 10 phần khó được, sở dĩ y thiền cuối cùng không có đem hắn mang về Phật đế thành. Không có người nói cho giang giật, thiên nhân hợp nhất có thần kỳ như vậy, sở dĩ hắn bị kinh hãi. Tốt nửa ngày mới hưng phấn lên, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội vu thuật, tự liền. Thân thể sẽ biến thành cái dạng gì, hắn cũng mặc kệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một tháng trôi qua. Tà Phi cùng kiếm vô ảnh có chút ngồi không yên, một tháng qua hai nhà chiêm tinh sư cách mỗi ba ngày sẽ chiếm tinh một lần, kết quả đồng dạng khóa chặt không được giang giật khí thức. Tà Phi dẫn một đám người tại hải đảo bên trong thiên thiên phong thổi phơi nắng, rảnh đến nhức cả trứng, cũng vô tâm tu luyện, như thế đau khổ sinh hoạt, đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng công tử ca tới nói, là chí mạng, Kiếm vô ảnh tốt hơn một chút, tại phi mã đại lục nhất nam bộ bên trong tòa thành lớn làm hoàng đế, mỗi lần ăn ngon uống ngon, phi kỵ còn không ngừng đưa tiểu mỹ nhân cho hắn đùa bỡn. Chỉ là không tìm được giang giật, nội tâm của hắn luôn luôn có một khối âm ảnh vung đi không được, để hắn chơi đến rất chưa hết hứng. Nửa tháng sau, hai người triệt để ngồi không yên, riêng phần mình phái người đi huyết dạ hung trong nước điều tra, dù sao đám người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Hai người đã đều tới, không tìm một phen như thế xám xịt trở về cũng rất là không cam lòng, tà phi lão cha trước khi đến thế nhưng là nói, đừng ném tà ra mặt a. À. Tà ra tại phi mã đại lục 30 tên cường giả cũng cùng tà phi hội hợp, 60 tên thiên quân ngoại trừ lưu lại 5 người, còn lại đều phân tán ra ngoài, hai hai một tổ, như một tấm giả thiên mạng lưới khổng lồ hướng huyết giả hung hải bắc bộ tìm kiếm mà đi. Kiếm ra cũng tới 30 người, tăng thêm phi mã hoàng triều thiên quân võ giả, hết thảy gần trăm người, toàn bộ phái ra ngoài toàn bộ huyết giả hung hải bắc bộ lập tức náo nhiệt hải yêu bị từng mảnh từng mảnh đổ sát từng cái hải đảo đều bị lục xoát một cái úp sấp tự liền đáy biển đều có cường giả xuống biển bốn phía giò xét hai nhà chiêm tinh sư lần thứ nhất chiêm tinh lúc đều đại khái cảm ứng được giang giật phương vị ngay tại huyết giả hung hải bắc bộ hai nhà quyết định đem bắc bộ vượt qua cái úp sấp cũng phải tìm đến giang giật huyết giả hung hải rất lớn bên trong yêu đế rất nhiều ít nhất đều khoảng trăm con mà lại con số này vẫn là võ giả bỗng dưng phỏng đoán ra cụ thể có bao nhiêu, ai cũng không biết, bởi vì không ai dám vượt ngang huyết dạ hung hải, hung trung tâm biển thế nhưng là nghe nói có yêu lực thông thiên đại yêu, năng lực kháng đông hoàng cửu đế tồn tại. May mắn giang giật ẩn thân địa điểm tại Bắc Bộ, khoảng cách hung trung tâm biển còn rất xa. Nếu là tại hung trung tâm biển, cho tà ra cùng kiếm ra cường giả 100 cái lá gan cũng không dám xâm nhập, đương nhiên giang giật dám vào nhập hung trung tâm biển, đoán chừng đã sớm bị cường đại yêu đế xé thành thịt nát. Tìm tòi một tháng thời gian, hai nhà cường giả nhiều lần tao ngộ, lúc bắt đầu có chút tranh chấp, bất quá về sau báo cáo đi lên, tà phi cùng kiếm vô ảnh đều để thủ hạ bảo trì khắc chế, nhưng để bọn hắn siêu tầm tốc độ tăng tốc. Lần nữa qua mấy ngày, tà gia võ giả không thể tránh khỏi tới gần giang giật ẩn thân kia phiến hải vực, cũng hấp dẫn hải yêu công kích, kim giao yêu đế trước tiên tiến vào hải đảo đưa tin cho Phượng Loan, Phượng Loan cũng lập tức bóp nát ngọc trong tay phù. Giang giật lại nhức cả trứng. Bởi vì khốn long thảo còn có một chút xíu không có luyện hóa hoàn tất, ít nhất cần hai ngày thời gian, hắn nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, còn lại khốn long thảo tuyệt đối sẽ lãng phí. Nhưng nếu là không đi ra, địch nhân một khi phát hiện hải đảo, Phượng Loan bọn người tự nguy hiểm. Cuối cùng Giang giật ngoan tâm truyền âm ra ngoài, để Kim Giao yêu đế đi đem tại phụ cận siêu tầm hai tên thiên quân, dẫn ra đi kéo dài hai ngày, cũng đem Phượng Loan bọn người cùng nhai tí thú đều truyền tống vào đế cung bên trong. Tới chỉ là hai tên thiên quân, coi như bọn hắn phát hiện cái này hải đảo, Giang Giật cũng tự tin có thể dẫn người thoát đi. Hai ngày về sau, một đạo thân ảnh vàng óng tựa như tia chớp theo trong biển hướng hải đảo bên trong bay vụt mà đến. Hắn toàn thân đều là tiên huyết, tiến hải đảo bên trong tựu chu lớn. Chủ nhân, người còn không ra, ta liền phải chết. ầm, nơi xa trong hải vực, nước biển lăn lộn, hai thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Hai người nhìn thấy truy sát kim giao yêu đế tiến vào một cái hải đảo bên trong, lập tức biến mất không thấy. Không chỉ có âm thầm kinh nghi. Hai người thần thức tra xét rõ ràng một phen, rất nhanh phát hiện vấn đề, một người trong tay một khối ngọc phù lóe lên, đưa tin cho Tà Phi, một người khác trên thân sát khí nghiêm nghị, nhếch miệng um tùm cười nói, rốt cuộc tìm được, giết. chương 637, không khác biệt công kích. Phế vật này làm sao không còn kiên trì một hồi, đế cung bên trong. Giang giật vừa mới luyện hóa xong khốn long thảo, căn bản không kịp kiểm tra thân thể, thần thức tự dò xét đến yêu đế một bên quỷ gào, một bên như kiểu lưới kiếm sắc bén bắn vào bên trong hòn đảo nhỏ. Phượng Nhi, chúng ta đi đem hai người này lưu lại. Giang giật thần thức giò xét đến hai người chỉ là nhất nhị trọng hạ giai thiên quân, quyết định đem hai người cầm xuống, tra hỏi ra địch quân tình huống. Hắn hồn kỹ năng diệt sát tà quân, bình thường thiên quân nếu không có cường đại công kích linh hồn khẳng định ngăn cản không nổi, Phượng Loan hắc ám đạo văn phối hợp phía dưới, đánh lén càng là hung tàn, còn có một cái kim giao yêu đế, ba đánh hai hắn không có lý do gì sẽ sợ trọng yếu nhất chính là giang giật tùy ý dò xét thân thể một cái tình huống để hắn cảm giác quá tốt rồi hắn tiện tay di động thoáng cái cảm giác thân thể có dùng không hết khí lực có thể chỉ bằng vào nắm đấm liền có thể đạp nát thiên khí tốt phượng loan cũng cảm nhận được giang giật cường đại hắn mặc dù không có quá nhiều cử động chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái tùy ý huy vũ cánh tay một cái tự cho người ta uy thế lớn lao cái này khốn long thảo không hổ là thiên địa kỳ dược vẻn vẹn một gốc dược thảo liền có thể để cho người ta phát sinh long trời lở đất cải biến. Chuẩn bị, giang giật không kịp thanh tẩy trên thân thể cáo bẩn, thần thức quét qua xác định hai người đã lên núi sườn núi phía dưới đế cung vào tới liền muốn công kích về sau, hắn cùng Phượng Loan song song sáng lên một đạo bạch quang, biến mất tại đế cung bên trong. Oanh, bên ngoài hai tên thiên quân giờ khắc này đôi mắt sáng như tinh thần, giang giật quả nhiên trốn ở không gian thần khí, hai người không có nửa điểm do dự, tiện tay phân biệt đánh ra một đạo lưu quang, đột nhiên hướng đế cung đánh tới, chuẩn bị đem giang giật bước đi ra. Còn tên kia trốn ở đế cung sau yêu đế, hai người đã không tiếp tục để ý, chỉ cần giết giang giật liền là một cái công lớn. Kim Giao phóng thích thủy hệ công kích, một đạo truyền âm vang lên tại Kim Giao trong đầu, cùng một thời gian đế cung biến mất giữa không chung, hai thân ảnh xuất hiện, bắn thẳng đến không chung mà tới. Một tên Mỹ lệ mang theo quý khí tựa như nữ vương giá lâm nữ tử hai tay múa, bầu trời lập tức đen kịt một màu một người khác toàn thân đều ô 78 h một cỗ mùi hôi thối từ trên người hắn chuyển ra, tốc độ của hắn như du long sông lên giữa không trung về sau, đột nhiên chuyển hướng hướng hai tên thiên quân bay đi, người giữa không trung thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Cuối cùng lại phân ra gần ngàn giống nhau như đúc phân thân theo bốn phương tám hướng hướng hai người tập kích mà đi. Ách, hai tên thiên quân luống cuống, nhiều như vậy phân thân, mỗi một cái đều chân thật như vậy, bọn hắn nên công kích cái nào tại hai người trần chờ thời điểm. Phượng Loan bên kia Hắc Vân Lan tràn tới, đem hai người bao phủ tiến vào, hai người hoàn toàn biến thành mù loà, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thần thức cũng căn bản không có cách nào dò xét. Công tử, phải phía dưới một người, yêu vương, không khác biệt công kích phía trước. Phượng Loan truyền âm kịp thời vang lên tại yêu vương cùng giang giật trong tai, yêu vương mặc dù thụ trọng thương, nhưng sao dám ngỗ nghịch giang giật mệnh lệnh chỉ có thể cắn răng ngưng tụ gần vạn thủy long hướng phía trước không khác biệt công kích mà đi. Phía trước có giang giật vô số phân thân, bản tôn phải trang ở trong đó hắn cũng mặc kệ, bởi vì hắn căn bản thấy không rõ, cũng không phân biệt ra được giang giật chân thân. Không cần Phượng Loan nhắc nhở, giang giật thần thức giờ phút này rất cường đại, hắn có thể rõ ràng khóa chặt Thiên Quân, càng có thể dò xét đến Yêu Vương công kích. Trong tay hắn Hỏa Long kiếm xuất hiện, chờ Yêu Vương công kích gào thét mà ra về sau, hắn đột nhiên ném ra một cái dung hợp võ kỹ, mấy vạn Hỏa Long mang theo Cửu Thiên Long Viêm bắn ra, đồng thời hắn nghi tâm quang mang lóe lên hồn kiếm theo sát phía sau bay đi. Hắn hỏa long phi hành kỳ thật rất có quy luật, sẽ chủ động cho hồn kiếm tránh ra một con đường, giang giật không biết hồn kiếm sẽ hay không bị cửu thiên long viêm tổn hại, nhưng huyền thần cung bên trong vệ hồn ngạc có thể bị cửu thiên long viêm công kích đến thụ thương, hắn không dám mạo hiểm. Dầm dầm dầm, yêu vương công kích trước hết nhất đến, liên tục không ngừng hướng hai tên thiên quân đập tới, hai tên thiên quân cũng không phải kẻ yếu, trước tiên thả ra nguyên lực thần thuẫn, thần thuẫn kim quang lóng lánh, quang mang vạn trược đáng tiếc phương thiên địa này đều bị bóng tối bao trùm, kim quang căn bản không có cách nào đem bốn phía chiếu sáng. Cứ việc thả ra thần thuẫn, hai người cũng kêu khổ không chịu nổi. Thiên quân cường giả có nguyên lực không dứt, thần thuẫn bất phá, vĩnh sinh bất diệt mà nói. Nhưng đó là nhằm vào cấp thấp võ giả mà thôi, thần du kim cương cường giả công kích sao có thể kích phá thiên quân cường giả thần thuẫn. Yêu đế cùng thiên quân là ngang cấp, yêu đế công kích đầy đủ hung tàn, sở dĩ cho dù hai tên thiên quân cường giả nguyên lực không dứt, thần thuẫn tại cường độ cao công kích phía dưới cũng có thể sẽ phá vỡ. Một khi thần thuẫn vỡ tan, hai người lại như mù lòa, bị hắc ám đạo văn bao phủ, kia chỉ có một con đường chết. Cũng may yêu đế công kích còn kém một chút, chờ một vòng công kích qua, hai người thần thuẫn vẫn là không gì phá nổi, hai người âm thầm nới lỏng một cái. Đang chuẩn bị phóng thích công kích, nghĩ biện pháp phá vỡ cái này hắc vụ, đúng lúc này mấy đạo màu đen lưu quang liên tục không ngừng từ phía sau đánh tới, để cho hai người kêu khổ không chịu nổi, chỉ có thể quán chú nguyên lực, tiếp tục từ thủ thần thuẫn. Suy suy, giang giật công kích cũng đến, hắn khóa chặt một người công kích, mấy vạn đầu hỏa long mang theo mẫn diệt hết thảy khí thế công kích mà đến, đáng tiếc này hỏa long nhìn uy mãnh, công kích lực độ không tính mạnh, giang giật nguyên lực quá ít, lực công kích xa xa không đủ. Cái này mấy vạn tiểu hỏa long, cũng không phải công kích chủ lực, hỏa long bên trên mang theo từng đoàn từng đoàn cửu thiên long viêm mới là sát chiêu, từng đoàn từng đoàn cửu thiên long viêm nện ở thần thuẫn phía trên, để thần thuẫn năng lượng nhanh chóng biến mất. Đem tên kia thiên quân võ giả dọa sợ, vội vàng coi thường phía sau phượng loan màu đen lưu quang công kích, toàn lực vận chuyển nguyên lực ngăn cản phía trước cửu thiên long viêm công kích. Suy suy, tại cửu thiên long viêm sẽ tiêu hao hoàn tất lúc, chân chính sát chiêu rốt cuộc xuất động, 36 thanh hồn kiếm mang theo một trận phá không tiếng giết như màu đỏ như ánh chấp phóng tới, nhẹ nhóm xuất vào thần thuẫn bên trong, Tại kia Thiên Quân Võ Giả còn không có kịp phản ứng trước đó, xuất vào mi tâm của hắn. Công kích linh hồn, Thiên Quân Võ Giả kinh hô một tiếng, cả người đều run rẩy, sâu trong linh hồn truyền đến tuyệt vọng khí tức. Công kích linh hồn từ trước đều là phi thường quỷ dị khó lường thần thông, trừ phi linh hồn đầy đủ cường đại, hoặc là có được linh hồn phòng ngự thần thông, linh hồn phòng ngự trí bảo mới có thể ngăn cản. Linh hồn của hắn chỉ có thể coi là bình thường, linh hồn phòng ngự thần thông phi thường thưa thớt, người bình thường căn bản không có tư cách học tập còn như linh hồn phòng ngự trí bảo, ngoại trừ thành danh cường giả hoặc là siêu cấp gia tộc tử đệ, ai có thể có được. Bình thường võ giả muốn phòng ngự công kích linh hồn, kia chỉ có tại đối phương còn không có phát ra trước đó, dùng các loại công kích thần thông tiêu hao trận đánh đối phương công kích linh hồn, không cho nó tiến vào linh hồn bên trong, một khi tiến vào linh hồn thức hải, kia cơ bản tuyên cáo tử vong. Tà Phi đã từng đã thông báo, tao ngộ giang giật phải cẩn thận công kích linh hồn, tà quân linh hồn coi như không tệ, một chiêu trả lại hắn dây bọn hắn nếu là bị công kích hẳn phải chết nhưng vừa rồi như thế tình huống bốn phía đen kịt một màu công kích liên tục không dứt hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực như phòng ngự dầm 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 ba mươi sáu thanh hồn kiếm như ba mươi sáu thanh thần kiếm không ngừng va chạm linh hồn của hắn hắn triệt để tuyệt vọng hắn chỉ có không đi quản linh hồn trong tay một cái thánh khí trường thương sáng lên một vệt kim quang đột nhiên hướng phía trước đâm ra mấy trăm thương súng cho dù chết hắn cũng muốn giang giật trả giá đắt suy suy thánh khí trường thương một đâm ra thiên địa rúng động trong hư không từng tiếng chói tai tiếng rít như sóng hải ngập trời mấy trăm đạo thương ảnh đâm thủng có thể hư không hóa thành đầy trời thương ảnh không khác biệt hướng phía trước công kích giang giật thân thể ngay tại phía trước mấy trăm trượng bỗng chốc bị mấy đạo thương ảnh đâm trúng chương 638, không xong chạy mau ông trên người hắn sáng lên một đạo hỏa hồng sắc quang mang hỏa vân khải phù thân thể của hắn mặt ngoài tản mát ra vạn trượng hồng quang mạnh mẽ chặn kia đủ để đem một tòa đại sơn đâm thủng qua bá đạo công kích. Ngụy thần khí lực phòng ngự nghịch thiên, cũng không phải lần này giai thiên quân tùy ý một kích có thể công phá. Oanh, hồn kiếm nhẹ nhõm đem cái này thiên quân linh hồn đánh cho sụp đổ, thiên quân cường giả trên thân thể khí thức dần dần trở nên yếu ớt, thân thể bất lực hướng phía dưới bay đi, đập xuống trên mặt đất. Kế tiếp, giang giật trên mặt đều là đen nhánh vết bẩn, một đôi hắc bạch phân biệt trong đôi mắt đều là lạnh ý, như một cái nhắm người mà phệ dã thú, hắn thân thể hóa thành hàng dài hướng một bên khác thiên quân võ giả phóng đi. Giết, 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 kim giao yêu đế hai ngày trước bị cái này hai tên thiên quân truy sát đến lên trời xuống đất xuống biển, nhiều lần kém chút bị giết, giờ phút này xem giang giật vừa đối mặt diệt một tên thiên quân, lập tức tinh thần đại chấn. Hai tay kim quang lấp lánh, hải đảo bốn phía nước biển nhấc lên vạn trượng sóng biển, hóa thành mấy vạn thủy long hướng còn lại một tên thiên quân võ giả đánh tới. Giết, phượng loan một bộ năm thải phượng bào, tại trong cuồng phong bay phất phới, nàng hai tay múa, bước liên tục trong hư không dạo bước đi tới, nương theo lấy nàng thân thể di động, bầu trời lần nữa bị hắc ám thôn phệ, nàng một đôi đôi mắt trong sáng bày ra dọa người, tựa như một tên ám giả nữ vương, không ai bị nổi. Ba đánh một, kết cục không cần phải nói, không cần giang giật vận dụng hồn kiếm, ba người đều nhẹ nhõm có thể đem người này thần thuẫn công phá, hắn để thịt nát xương tan. Bất quá lần này giang giật dự định muốn sống, tìm hiểu một chút tình huống, sở dĩ có chút phiền phức, Giang giật phân thân thiên vạn vô thuật có bay vào tính tiến bộ, giờ phút này có thể phân thân gần ngàn, còn có thể đồng thời khống chế phân thân di động, hắn không ngừng khống chế từng cái phân thân hướng kia thiên quân đánh tới, đem hắn dọa đến hổ khu run lên. Như thế cấp bậc cường giả giao chiến, giống như người thấy một bóng người đột nhiên cầm thánh khí hướng người vào tới, người hội không sợ vạn nhất hắn không phải phân thân mà là bản tôn, hắn một khi tới gần phát ra cường đại công kích đâu. Có giang giật quấy nhiễu, yêu đế cùng phượng loan công kích thoải mái hơn, một không ngừng ngưng tụ thủy long xung kích, một cái không ngừng dùng hắc ám đạo văn đánh ra màu đen lưu quang, liên tục không ngừng đánh vào cái này thiên quân thần thuẫn bên trên. Trái lại cái này thiên quân, bởi vì bị hắc ám đạo văn bao phủ, biến thành mù loà kẻ điếc, chỉ có thể đau khổ trèo trống, chờ đợi thần thuẫn phá không trong nháy mắt đó, thịt nát xương tan. Làm giao dịch, giang giật không tiếp tục công kích, chỉ là khống chế phân thân thỉnh thoảng quấy nhiễu người này, dọa một cái hắn, hắn thần thức khóa chặt người này truyền âm nói, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề ta thả ngươi một con đường sống như thế nào thiên quân cường giả vốn đã tuyệt vọng giang giật truyền âm để hắn đại hỉ không bằng hắn vẫn là hoài nghi quát khẽ nói hư muốn giết cứ giết đừng đến loại này tiểu thủ đoạn nghĩ nghi ngờ tâm trí ta làm ta là ngớ ngẩn sao ha ha giang giật cười một tiếng dài truyền âm nói đồng bạn của ngươi một chiêu bị ta miểu sát ngươi cho là ta muốn giết ngươi còn cần loại này tiểu thủ đoạn bớt nói nhiều lời trả lời ta mấy vấn đề, ta thể không giết ngươi, như còn dám nói nhảm ta đưa ngươi lên đường. Vấn đề thứ nhất, ngươi là ai phái tới? Kia thiên quân võ giả đau khổ trèo trống, cảm giác thần thuẫn tùy thời đều có thể phá toái, khí thức tử vong bao phủ hắn, con ngươi chuyển động vài vòng, cắn răng quát khẽ nói, bị nhân là tà đế thủ hạ tà đế quân một viên, lần này phụ mệnh đi theo phi thiếu đến đây truy sát các ngươi. Tà phi, đáp án này không ra giang giật ngoài ý liệu, hắn nhẹ gật đầu truyền âm nói các ngươi làm sao biết ta tại huyết giả hung hải làm sao nhanh như vậy tìm tới bên này nhưng có cái gì truy tung đại thần thông giang giật có độn thiên thần kỹ thiên hạ nơi nào đều có thể đi hắn có thể bỏ chạy đông hoàng đại lục có thể bỏ chạy phía bắc băng hải có thể hướng đông hoàng đại lục phía đông vô tận biển sâu bỏ chạy cũng có thể là trở về thiên tinh đại lục lại nói huyết giả hung hải như thế đại ngắn như vậy thời gian tà phi làm sao có thể tìm tới bên này sở dĩ hắn rất hoài nghi tà phi có được truy tung người đại thần thông Thiên quân võ giả khẽ giật mình, giang giật lại không biết chiêm tinh sư cùng thần văn sư hắn do dự một chút, có chút không dám nói, như cho tà phi biết rõ hắn tiết ra ngoài tin tức, hắn trở về tà đế thành giống nhau là chết ha. Hừ, giang giật hừ lạnh một tiếng, truyền âm như như tiếng sấm vang lên tại thiên quân võ giả trong tai, người có thể nghĩ tốt, không nói người lập tức liền phải chết, nói trời biết đất biết người biết ta biết, ta không nói tà phi lại thế nào biết rõ nói. Một chữ cuối cùng chấn động đến kia thiên quân võ giả linh hồn run lên hắn cắn răng nói ra phi thiếu mang theo một tên chiêm tinh sư cùng thần văn sư chỉ cần linh hồn của ngươi khí tức xuất hiện chiêm tinh sư liền có thể khóa chặt phương vị của ngươi thần văn sư có thể dẫn người hoành độ hư không truy sát mà đến cho nên chúng ta mới có thể đến mức như thế nhanh chóng chiêm tinh sư không tốt công tử phượng loan nghe xong kinh hô lên liên thanh truyền âm nói chiêm tinh sư cùng thần văn sư chúng ta phượng ra giống như có ghi chép ta coi là kia là tồn tại trong truyền thuyết không nghĩ tới là thật công tử chúng ta đến lập tức trốn nếu không. Số lớn cường giả khẳng định hội hoành độ hư không mà đến rồi. Ừ, giang giật con ngươi lạnh lẽo, hắn không có bối rối, lạnh giọng truyền âm nói, nhà ngươi phi thiếu cách nơi này bao xa, cần bao lâu thời gian đến nơi này hết thảy bao nhiêu người thực lực như thế nào. Thiên quân võ giả đã liền chiêm tinh sư cùng thần văn sư đều nói, cũng không có gì cố kỵ, nhanh chóng nói ra, chúng ta hết thảy có hơn 60 thiên quân, thiên quân đỉnh phong cung phụng một cái phi thiếu tiếp vào đưa tin để chiêm tinh sư khóa chặt bên này cần gần nửa canh giờ, thần văn sư thi pháp ngưng tạo hư không cổ đạo cần nửa canh giờ, dự tính hơn nửa canh giờ sau đại quân sẽ đến. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, chúng ta tao ngộ không ít kiếm ra võ giả, nhà bọn hắn khẳng định cũng đang tìm ngươi, cũng có chiêm tinh sư cùng thần văn sư, ta cái gì đều nói, giang công tử, mời ngươi chuẩn thủ hứa hẹn, thả ta một con đường sống. Rất tốt, giang giật rất hài lòng gật đầu nói, phượng nhi, kim giao, đem hắn về đi, lưu hắn một mạng. Suy suy, vừa dứt lời dưới, Phượng Loan cùng Kim Giao công kích thoáng cái trở nên hung tàn mấy phần, kia thiên quân võ giả thần thuẫn vốn là tràn ngập nguy hiểm, thoáng cái bạo liệt, thân thể cũng bị nổ bay ra ngoài, toàn thân bị tạc đến máu thịt be bét, rất nhiều nơi đều có thể gặp xâm xâm bạch xương. Hưu, Phượng Loan một đạo chỉ phong tựa như tia chớp vào tới, nhẹ nhõm đánh chúng vào bị trọng thương thiên quân võ giả, đem hắn đan điền bắn ra một cái lỗ nhỏ. Kia thiên quân võ giả lập tức thống khổ chu lớn, Oán độc nhìn qua Giang giật quát, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi không phải nói thả ta một con đường sống, ngươi không tuân thủ lời thề. Ngớ ngẩn, Giang giật nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta đích xác nói qua thả ngươi một con đường sống, nhưng ta không nói không phế bảo ngươi a, à, ngươi không phải còn sống sao? Nói Giang giật hướng phía trước bôn tẩu mấy bước, đem người này trực tiếp ném vào đế cung bên trong, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tự phóng người này rời đi, nhất định phải thêm khảo vấn một chút tình báo. Còn như hoàn hảo phóng người này rời đi hắn cũng không phải ngớ ngẩn, thả hắn đi cùng tà phi tụ hợp lại đến đuổi giết hắn. Nhân từ với kẻ địch, liền là tàn nhẫn với mình, Giang Vân Hải từ nhỏ đã dạy bảo hắn, đối đãi địch nhân nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hưu, hắn thân thể lóe lên, hướng mặt khác tên kia thiên quân võ giả phóng đi, đem hắn toàn thân chiến giáp lột, thánh khí trường thương cũng thu lại, còn đem hắn cổ thần nguyên giới cho hạ, lúc này mới dùng hỏa long kiếm bên trên trên mặt đất lưu lại vài cái chữ to, hướng Phượng Loan cùng Kim Giao yêu đế vung tay lên nói, phong gấp, xả hô. chương 639, mất cả trì lẫn trài. Tại giang giật xé rách hư không độn thiên mà đi hơn nửa canh giờ về sau, hải đảo bầu trời không gian ba động, hư không bên trong rất mau ra hiện một cái rườm giả đồ án, bức đồ án kia trung tâm một điểm sáng dần dần phóng đại, cuối cùng biến thành một đầu u sâm sâm cổ đạo, hơn 30 người dùng tốc độ khủng khiếp theo cổ đạo bên trong lao ra. Ông, xông lên phía trước nhất một tên như khô cốt lão giả vừa ra hư không bên trong, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước vỗ, bốn phía không gian lập tức như sóng biển cuồn cuộn, tầng tầng chấn động, nếu có người nghĩ tê liệt không gian mà đi, đây tuyệt đối là không thể nào, cái này không gian chấn động quá kinh khủng, căn bản không có cách nào xé rách hư không. Ừm không ai, lão giả che lấp ánh mắt bốn phía quét qua, thần thức thật sớm đem phương viên chăm dặm dò xét một lần lại không có chút nào thu hoạch. Phía sau mấy chục người cũng nhanh chóng bay ra, bốn phía đề phòng dò xét, nhưng cũng không có phát hiện người sống khí tức. Phi thiếu, Long Ngọc chết rồi, biến thất mất tích. Đứng tại tà phi bên người một người hướng phía dưới trên hải đảo chỉ một cái, bẩm báo nói, hải đảo kia bên trên còn có chữ, hẳn là người kia lưu lại. Tiểu tạp toái, bản thiếu không giết ngươi, thề không làm người. Tà phi đã sớm dò xét đến hải đảo bên trong tình huống. Càng có thể thấy rõ ràng phía dưới một tên thiên quân võ giả bên cạnh thi thể vài cái chữ to tà phi, Dám tiếp tục đuổi giết cha ngươi, đây chính là kết quả của ngươi Chỉ có một câu, lại mang theo trần trụi nhục nhã cùng chửi mắng Tà Phi đời này chưa từng bị người mắng qua Lần trước tại huyền thần cung bên ngoài tựu bị giang giật trước mặt mọi người nhục mạ Lần này lại lưu lại như thế bất nhã lời nói, còn nói là tà Phi lão cha Tà Phi lão cha là ai đây chính là tà gia đương đại gia chủ Tà gia nhân vật số 2, toàn bộ đông hoàng đại lục đều lừng lẫy nổi danh Giờ phút này tà Phi còn mang theo nhà hắn cung phụng cùng tối cường tà đế quân người nói hắn làm sao lại không nổi giận. Phu lão, mời tiếp tục chiêm tinh, nhất định muốn tìm tới cái này tạp vái. Cảnh giới của hắn cùng nhục thể đều quá yếu, căn bản là không có cách liên tục sử dụng độn thiên thần kỹ, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tà phi hướng bên người một tên lão giả áo bào trắng hạ lệnh, kia chiêm tinh sư mặc dù cao ngạo, nhưng giờ phút này cũng không dám chọc giận tà phi, vội vàng để cho người ta mang theo bay xuống hải đảo, bắt đầu dò xét gian giật hành tung tản ra, dò xét, tìm kiếm manh mối, khóa chặt cùng giang giật cùng một chỗ võ giả khí tức. Tà Phi vung tay lên, còn lại hơn 30 tên cường giả tản ra dò xét, hắn lần này lúc đầu mang theo hơn 60 người, đáng tiếc rất nhiều người đều ra ngoài tìm kiếm, tiếp vào tin tức sau đến lúc hội tụ hơn 30 người đã không tệ. Chiêm tinh sư cùng thần văn sư thi pháp đều cần thời gian, điểm này để Tà Phi rất là đau đầu, nếu không phải hắn kết luận giang giật không thể liên tục độn thiên, đều không cần truy sát. Chờ bọn hắn hoành độ hư không đi qua, Giang giật đã sớm bỏ trốn mất dạng, còn truy sát vọng lông A. Long Ngọc cùng điền thất hai cái tạp toái, để bọn hắn phát hiện có khả nghi chỗ lập tức báo cáo, không thể hành động thiếu suy nghĩ hết lần này tới lần khác không nghe, lần này đánh cỏ động rắn càng thêm phiền toái. Ta Phi thầm mắng vài tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bất quá rất nhanh có tin tức tốt báo cáo, ngoại trừ Giang giật bên ngoài, lại dò xét đạo hai đạo biệt dạng linh hồn khí tức. Có một đạo vẫn là yêu đế khí tức, kia chiêm tinh sư đã khóa chặt hai đạo khí tức, về sau chiêm tinh lúc khóa chặt không đến giang giật khí tức lúc, có thể truy tra mặt khác hai đạo khí tức. Sau nửa canh giờ, chiêm tinh sư con người mở ra, nhìn qua tà phi hy vọng ánh mắt, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, phi thiếu, bọn hắn khẳng định đều tiến vào không gian thần khí bên trong, ta chỉ có thể dò xét đến bọn hắn đi phía đông số ngàn vạn dặm bên ngoài, còn như cụ thể ở nơi nào, không có cách nào khóa chặt. Tà phi nổi giận đánh ra một trường. Đem phía dưới sóng biển nổ lên ngàn cơn sóng, phía dưới còn có một cái cửa đại đá ngầm, bị một trường này đập đến vỡ nát, đá vụn đầy trời bắn ra, để nước biển càng thêm mãnh liệt. Ông, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, khô thụ gia cung phụng thân thể lóe lên đi tới tả phi bên người, rất nhiều thiên quân võ giả trước tiên đem chiêm tinh sư cùng thần văn sư vây lại, hai người này nếu là chết rồi, bọn hắn rất nhiều người đều phải gặp tội. Kiếm vô ảnh, trên không trung xuất hiện một đầu hư không cổ đạo, mấy chục người bắn ra, một người cầm đầu lão giả mang theo một cái bảy tám tuổi hài đồng, vừa ra tới thần thức bốn phía bắn phá, toàn bộ người nguyên lực vần quanh tùy thời chuẩn bị công kích. Tà phi, kiếm vô ảnh nhướng mày, nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy nói, tà phi, xem ra ngươi lần này là mất cả trì lẫn trải a à chật chật, mấy chữ này cứng cáp hữu lực, viết thật sự là vô cùng tốt. Tà phi một mực lơ lửng tại phía trên đảo nhỏ, phía dưới thiên quân võ giả cũng không dám đi động mấy cái kia chữ, sở dĩ kiếm vô ảnh vừa ra tới liền thấy Giang giật lưu lại vài cái chữ to. Tại huyền thần cung bên ngoài, ta ra người đã thương phi mã hoàng triều mấy người, giờ phút này gặp mặt tự nhiên không khỏi chế nhạo vài câu. Ừ, ta phi ngay tại nổi nóng, còn người thoáng cái lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kiếm vô ảnh nói, kiếm ra tiểu tử, người muốn chết không thành làm người thật ngông cuồng thường thường dễ dàng chết hiểu, người như thế thiên tư nếu là chết rồi, kiếm đế đoán chừng phải thương tâm thật lâu đâu. Phi, kiếm vô ảnh phun ra một miếng nước bọt, cười lạnh một tiếng nói, tà phi, người bất quá là lớn tuổi một chút, chờ bản công tử đến ngươi tuổi tác, khẳng định đều thiên quân đỉnh phong, đến lúc đó đơn giản đập chết ngươi, hừ hừ. Chúng ta đi, đoạt khốn long thảo đi, kiếm vô ảnh mang người nginh ngang rời đi, lưu lại tà phi một đám người hận đến thẳng cắn răng. Không có cách nào kiếm vô ảnh bọn hắn nhiều người, coi như tà phi nghĩ bão nổi cũng không có cách nào. Còn đứng ngây đó làm gì cho ta đi phía đông tìm, không tìm giang giật đều khác đừng trở về, đưa tin xuống dưới, khiến người khác nhắm hướng đông bên cạnh tìm kiếm mà đi. Tà phi nổi giận tiếng giống to vang vọng phương viên hơn 10 dặm, hù dọa vô số hải yêu chạy trốn tứ phía, nước biển cũng lăn lộn lên đạo đạo sóng biển, thật lâu không ngừng. Tề lão, hào hào khảo vấn một phen, giang giật hoàn toàn chính xác tại huyết giả hung hải phía đông bắc, nhanh tới gần đông hoàng đại lục, hắn không dám về phía tây bên cạnh độn hành, tránh cho đem phượng minh đại lục dính líu vào. Phía nam là huyết giả hung hải trung tâm, nơi đó có thể so đông hoàng cửu đế tồn tại, hắn tự nhiên không dám đi, chỉ có thể nhắm hướng đông bên cạnh độn hành. Bởi vì nhanh tới gần Đông Hoàng Đại Lục, kề bên này ngược lại không có yêu đế, dù sao Đông Hoàng Đại Lục cường giả như mây có yêu đế dám ở cái này xưng bá, khẳng định sẽ bị Đại Lục cường giả tiêu diệt toàn bộ. Giang giật giò xét một phen xác định không có yêu đế về sau, trực tiếp đi biển sâu tận cùng dưới đáy, sau đó đem đế cung lấy ra, chui vào. Hắn cầm xuống tên kia tà gia thiên quân nói qua, đối phương chiêm tinh sư có thể khóa chặt hắn khí tức, một đường truy tung hắn tiến vào đế cung bên trong, khí tức kia khẳng định cùng bên ngoài ngăn cách, tự nhiên không thể truy tung, chỉ có thể chậm rãi dò xét tìm kiếm. Tiến vào đế cung, Giang giật trước tiên để tề lão khảo vấn tề ra cường giả, đem chiếm hồn sư cùng thần văn sư tình huống tìm hiểu tinh tường, một ngày không hỏi tinh tường, hắn tự một ngày ngủ không yên. Đồng thời hắn lập tức thả ra thần niệm dò xét tình huống chung quanh, nếu là phụ cận có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đem lần nữa phóng thích độn thiên thần kỹ. Tà phi đoán không sai, nếu là ban đầu giang giật, khẳng định không thể liên tục phóng thích hai lần độn thiên. Nhưng khác biệt, hắn luyện hóa khốn long thảo, thân thể cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng dùng trước mắt hắn thân thể, liên tục độn thiên hai lần hoàn toàn không là vấn đề. Hừ hừ, tà phi, nếu là dám tiếp tục đuổi giết, ta định để ngươi cùng ngươi người vẫn lạc tại máu này đêm hung trong nước. Do xét đến bốn phía ngàn vạn dặm cũng không có bất kỳ cái gì dị động về sau, giang giật mở to mắt, còn người lạnh như vạn năm sông băng. Mặc dù hắn cũng không có minh xác mạch suy nghĩ, nhưng trong mơ hồ hắn có chút không thành thục ý nghĩ, luyện hóa khốn long thảo có thể liên tục hai lần độn tiên về sau, hắn cũng có cùng tà gia cường giả chơi một chút tiền vốn. Cắt cắt chương 640, hoàn mỹ thể chất, công tử, chúng ta tại người cái này đế cung bên trong, chiêm tinh sư là không cách nào dò xét, bất quá theo thời gian tính toán, hắn hẳn là có thể đại khái tính tới người chui đến bên này, sở dĩ đoán chừng rất nhanh sẽ có người hướng bên này điều tra. Mà lại, bên này khoảng cách Đông Hoàng Đại Lục rất gần, nếu là có cường giả theo cái này bay qua, thần thức dò xét, rất có thể sẽ phát hiện đế cung. Tề lão khảo vấn rất nhanh kết thúc, mang đến rất nhiều tin tức, ta ra tên kia bị bắt thiên quân biết rõ hắn đời này xong, đã bị phế đan điền, hắn hồi trở lại Tà Đế Thành cũng là đường chết một đầu. Chỉ có thể hy vọng xa vời lưu lại một đầu mạng nhỏ, kéo dài hơi tàn, sở dĩ tại Tề lão khảo vấn một phen về sau, lập tức đem biết sự tình đều nói ra. Giang giật vừa mới phóng thích thần niệm dò xét hoàn tất, ngay tại tinh tế cảm ứng thân thể khác biệt, nghe xong tề lão về sau, hắn nhẹ gật đầu ra hiệu tề lão xuống dưới, chờ tề lão đi tới cửa mới mở miệng nói, qua mấy ngày ta hội trả lại các người hồn ấn, người mang theo các người gia công tử hồi trở lại ám ảnh đại lục đi. Nhớ kỹ, ta sự tình, nếu dám lộ ra một tia, ta định giết tới các người đại lục đi, mà lại các người dám truyền ra ngoài tin tức, hậu quả các ngươi nên biết. Biết rõ, biết rõ. Tề lão lập tức mừng rỡ như điên, hắn có thể hay không đạt được tự do không có gọi là chủ yếu chủ tử của hắn chu tùy hoàng tử hắn vẫn cho là giang giật là nói đùa ai nghĩ đến thật trả lại bọn hắn tự do hắn vội vàng quỳ xuống đất cung cung kính kính cho giang giật dập đầu mấy cái giang giật không có nói sai tề lão bọn hắn chắc chắn sẽ không dám lộ ra chuyện của hắn nếu không rất nhiều siêu cấp gia tộc người cũng sẽ tìm đến phiền phức ám ảnh hoàng triều mặc dù là chiến gia thủ hạ nhưng chu tùy tại hoàng triều nội địa vị quá thấp tùy ý một cái siêu cấp gia tộc công tử đều có thể tiện tay giết chết, hoàng triều nửa cái cái rắm cũng không dám phóng. Tề lão đi ra, sang giật nội tâm ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Tại đế cung bên trong chiêm tinh sư dò xét không đến, cái này khiến hắn có cơ hội thở dốc, còn như chiêm tinh sư có thể khóa chặt chung quanh đây hải vực, hắn ngược lại là không quan trọng. Hắn thần niệm có thể dò xét phạm vi quá rộng, một khi có gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức biết được. Thu hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục dò xét thân thể, hắn vừa rồi dò xét một phen có chút không dám tin tưởng đây là thân thể của hắn vừa rồi hắn xuống biển nước lúc thuận tiện đem thân thể tùy ý thanh tẩy một phen giờ phút này toàn thân ra thịt trơn nhẵn hiện ra nhàn nhạt quang trạch tựa như tân sinh như trẻ con đoán chừng coi như y thiền doãn nhược băng phượng loan nhìn thấy da của hắn đều sẽ hâm mộ ghen ghét a à. đây không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ thân thể của hắn cường đại không biết bao nhiêu lần hắn cảm giác toàn thân đều là không dùng hết lực lượng một thân từng cục cơ bắp để thân thể của hắn tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Mặc dù nguyên lai like thân hình của hắn cũng rất tốt, giờ phút này lại triệt để trở nên hoàn mỹ, vai rộng, hẹp eo, chân dài, tự liền 10 ngón đều trở nên thon dài mà trắng nõn, cả người thoạt nhìn như là một cái phong thần như ngọc đẹp nam tử, có được một cỗ không hiểu khí chất, sợ là nam tử ánh mắt đều sẽ tự động bị hấp dẫn. Thân thể của hắn đi qua cải tạo, rất nhiều nơi cũng có chút biên độ nhỏ cải biến, tỉ như đan điền vốn là một cái hình bầu dục, giờ phút này biến thành hình tròn, tỉ như 12 cây chủ kinh mạch, mở rộng đến gấp 3 thô to, còn có một số tiểu kinh mạch lại biến mất, cũng không biết cái này cải biến là tốt là xấu. Đúng rồi, thử một chút viên thứ ba tinh thần bên trong màu vàng nguyên lực. Thân thể là biến tốt vẫn là làm hỏng, rất dễ dàng kiểm tra thực hư ra, trước đó giang giật viên thứ ba tinh thần bên trong màu vàng nguyên lực, qua bá đạo, một triệu tập ra trong kinh mạch liền sẽ bạo tẩu, đem từng cái từng cái kinh mạch đều cho nổ tung, đây cũng là thân thể của hắn luyện hỏng nguyên nhân hắn không thể lại tu luyện nguyên lực, viên thứ tư tinh thần nguyên lực khẳng định so viên thứ ba còn muốn bá đạo, nếu là hắn dám tiếp tục tu luyện, thân thể khẳng định sẽ tươi sống bạo tạc. Hắn thận trọng điều tập một tia màu và nguyên lực theo viên thứ ba tinh thần ra, cái này nguyên lực vừa ra trong kinh mạch, giang giật cả người đều căng thẳng, sợ cái này nguyên lực bạo tẩu, lại đem kinh mạch của hắn cho sông phế bỏ. Yên tĩnh, kinh mạch xuất thân thể nội, giang giật cảm giác nguyên bản kia cuồng bạo nguyên lực, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, không có nửa điểm dấu hiệu bùng nổ. Hắn vận chuyển nguyên lực chậm chậm lưu động càng lúc càng nhanh, đem toàn thân đều cho du tẩu một vòng, không có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Xem ra ta thân thể này tại khốn long thảo cải tiến hạ quả nhiên thay đổi tốt hơn. Giang giật hưng phấn không thôi, lần nữa điều tập đại lượng nguyên lực trong thân thể du tẩu, kết quả nguyên lực vẫn không có dấu hiệu bùng nổ, người phần dịu dàng ngoan ngoãn. Ha ha ha, có cái này màu vàng nguyên lực, đạo văn công kích huy lực hẳn là gia tăng gấp 2A màu vàng nguyên lực rất bá đạo nhưng giang giật trước đó chưa từng dám sử dụng hắn chỉ dám triệu tập viên thứ nhất cùng viên thứ hai tinh thần nguyên lực chưa từng dám triệu tập màu vàng nguyên lực nếu không phải tại đế cung bên trong hắn đều muốn thử một chút cái này màu vàng nguyên lực uy lực đúng rồi thử một chút tu luyện nguyên lực giang giật tâm niệm vừa động vội vàng nhập định vận chuyển vô danh công pháp kết quả vừa mới tu luyện hắn tự đột nhiên mở to mắt bởi vì cái này tốc độ tu luyện quá nhanh ít nhất là trước kia gấp trăm lần làm sao có thể cái này đế cung coi như có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện cũng chỉ có gấp 10 a tốc độ tu luyện của ta tổng cộng đến gấp trăm lần chẳng lẽ lại bởi vì khốn long thảo, ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Giang giật nuốt mấy cái nước bọt, mặc dù biết cái này khốn long thảo là thiên địa kỳ dược, có thể thay đổi thể chất, nhưng lại không nghĩ tới có như thế cường đại hiệu quả. Kỳ thật Giang giật không biết, khốn long thảo danh tự liền là khốn long thăng thiên ý tứ, có thể đem người thể thể chất cải tiến đến hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất tu luyện tình trạng nhân thể đại trận càng là hoàn mỹ, có thể hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, nếu không tà phi kiếm vô ảnh bọn người vì sao điên cuồng đuổi giết hắn huyền thần cung đoạt bảo khốn long thảo vì sao muốn xếp hạng tại ngụy thần khí hỏa vân cung hỏa vân khải, còn có độn thiên thần kỹ phía trên cũng là bởi vì khốn long thảo giá trị viễn siêu tại bọn chúng. Tu luyện, Giang giật sửng sốt một hồi, cố nén nội tâm kích động, chuyên tâm bắt đầu tu luyện cảm nhận được viên thứ tư tinh thần bên trong không ngừng toát ra lục sắc nguyên lực, giang giật cả người đều run rẩy. Khốn Long Thảo không chỉ có cải biến thể chất của hắn, còn đưa hắn hy vọng leo lên đan võ đạo chi đỉnh hy vọng tu luyện gần nửa canh giờ. Giang Giật ngừng lại, giờ phút này không phải lúc tu luyện khác, tùy thời đều có người hội truy sát tới. Trước mắt hắn trọng yếu nhất liền là thoát khỏi địch nhân truy sát. Hắn đứng lên, đem một thân áo bào thay đổi, thân thể lóe lên truyền tống vào phòng tắm rửa, cọ rửa một lần, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, dạo chơi đi vào Phượng Loan cùng Thanh Ngư Gian phòng. A. À phượng loan cùng thanh ngư ngay tại nhỏ giọng nói chuyện nghe phía bên ngoài tiếng bước chân hai người cùng nhau quay đầu hai cặp con ngươi đồng thời phát sáng lên tựa như không biết nhìn chằm chằm giang giật thanh ngư miệng rộng mở ra đều có thể nuốt vào một viên trứng gà làm sao không nhận ra giang giật ngượng ngùng sờ lên đã mọc ra mái tóc màu đỏ đầu có chút khó chịu nháy nháy mắt thanh ngư thoáng cái đánh tới đưa tay tại giang giật trên mặt nhéo nhéo còn như vuốt phe chân bảo tại giang giật toàn thân trên da đảo qua tấm tắc lấy làm kỳ lạ công tử Người biến anh Tuấn, cái này làn da so với ta đều tốt, chật chật, công tử cái này khốn long thảo quá thần kỳ, lần sau nhất định muốn cho ta làm một viên nếm thử. Phượng Loan trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, thần thức tại giang giật trên thân đảo qua, khẽ vuốt cầm nói, công tử lần này thật là khốn long thăng thiên, ngày sau nhất định có thể lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Ha ha, giang giật cười khổ một tiếng, đưa tay tại thanh ngư nở nang trên cặp mông vỗ nói, đừng làm rộn, cũng không có thời gian chơi với ngươi chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao đem phía sau hai đầu to lớn cái đuôi thoát khỏi đi. Không đem tà ra cùng kiếm ra hai cái đại quân đánh tan, chúng ta chỉ có thể giống như chó nhà có tang chạy trốn tư phía, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại máu này đêm hung trong nước. chương 641 tiếp cận thần tồn tại. Giang giật cùng Phượng Loan thương nghị dòng dã ba canh giờ, trong lúc đó Thanh Ngư cũng xen vào hỗ trợ nghĩ kế, nhưng cuối cùng bị Giang giật cùng Phượng Loan đuổi tới đi một bên, bởi vì nàng ra chủ ý đều là chủ ý ngu ngốc tốt, cứ làm như thế. Tà phi kiếm vô ảnh đã muốn chơi, vậy liền hào hào cùng bọn họ chơi một chút. Giang giật cuối cùng quyết định chủ ý, Phượng Loan đã từng là Phượng Minh Đại Lục Đại Đế, từ nhỏ tại đế vương cuộc sống gia đình trường, cái nhìn đại cục tương đối mạnh, cùng nàng trao đổi một phen, Giang giật nguyên bản có chút mơ hồ ý nghĩ, dần dần trở nên rõ ràng, cũng càng thêm xác định phải cùng tà phi kiếm vô ảnh khai chiến quyết tâm. Không đem hai người đánh đau, hai người chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn đem lâm vào vô cùng vô tận trong đuổi giết, hắn về sau cũng chuyện gì đều không cần làm, cũng căn bản không có thời gian tu luyện. Hai nhà người thêm thế lớn, chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có thể để hắn như cầu chạy trốn tứ phía, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thời khắc đều có thể vẫn lạc. Sở dĩ trận chiến đấu này nhất định phải đánh, đem hai nhà để đùa, để hai nhà cảm thấy hắn là một khối xương khó gặp, từ đó từ bỏ đối với hắn truy sát. Hắn cần nhất chính là thời gian, không đạt tới thiên quân cảnh, hắn căn bản không có cơ hội cùng siêu cấp gia tộc chống lại. Giống như dám đi đông hoàng đại lục, đó cùng dập lửa bươm bướm không có khác nhau, nhẹ nhóm bị nghiền ép thành mảnh vỡ. Trở lại gian phòng của mình, Giang giật phóng thích thần niệm dò xét một phen, xác định lục soát người còn không có tới gần ngàn vạn dặm về sau, hắn truyền âm cho Kim Giao yêu đế Kim Giao, đi vào một chút. Kim Giao yêu đế tại trong một cái phòng ngồi xuống, Giang giật một truyền âm, nhanh chóng đi tới khom mình hành lễ nói, chủ nhân, Giang giật tùy ý vẫy vẫy tay nói, Kim Giao, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần làm việc cho ta trăm năm, chỉ cần ngươi ta không chết, ta không chừng ngươi tự do. Kim Giao cứng nhắc trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng chắp tay bái tạ nói, đa tạ chủ nhân. Yêu đế thọ nguyên rất dài, tùy ý có thể sống tới mấy ngàn năm, trăm năm thời gian đối với tại bọn chúng tới nói chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Lần trước hắn cũng bị một tên trí cường giả thu phục qua, đi theo cường giả kia mấy trăm năm, tại cường giả thọ nguyên hao hết trước đem hồn ấn còn đưa hắn, không nghĩ tới giang giật phóng khoáng như vậy, chỉ cần hắn đi theo trăm năm. Ngồi đi, đi theo ta không có quy củ nhiều như vậy, về sau cũng đừng gọi chủ nhân, gọi đại nhân đi. Giang giật khoát tay áo, ra hiệu kim giao yêu đế ngồi ở bên cạnh, yêu đế cũng không dám ngồi, giang giật cũng mặc kệ hắn, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra giấy bút. Ở phía trên vẽ lên một bức huyết giả hung hải địa đồ, đem phượng minh đại lục tiềm long đại lục, phi mã đại lục đông hoàng đại lục các loại chờ đều giới vẽ ra đến lúc này mới đối yêu đế nói ra bản đồ này không có gì sai a à. yêu đế cẩn thận xem xét vài lần gật đầu nói hồi đại nhân cơ bản không sai bất quá đông hoàng đại lục còn muốn lớn hơn nhiều huyết giả hung hải phía đông nhất cùng vô tận biển sâu tương liên huyết giả hung hải so đại nhân tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút giang giật tại kim giao trợ giúp dưới đem huyết giả hung hải địa đồ hoàn thiện một phen lúc này mới trầm giọng hỏi tốt người đối huyết giả dạ hung hải yêu đế hiểu rõ có bao nhiêu người cũng đã biết cái gì khu vực là cái này yêu đế địa bàn cái này yêu đế thực lực như thế nào đem người biết đến nói hết ra, ta ký thoáng cái. Yêu đế có chút mơ hồ chừng mắt nhìn, không biết giang giật muốn làm gì chẳng lẽ đem sở hữu yêu đế đều thu phục dạng này xác định sẽ không chọc giận hung trung tâm biển những cái kia yêu thú hoàng giả. Đương nhiên hắn không dám hỏi nhiều, suy tư một lát hồi đáp, hung trong nước yêu đế theo ta được biết có hơn 200 vị hung trung tâm biển huyết hải chúng ta là không có tư cách tiến vào, sở dĩ ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu yêu đế. Chủ nhân, giống như người nghĩ thu phục yêu đế tốt nhất từ bỏ quyết định này, giống như thu phục yêu đế vượt qua 10 vị, trung tâm trong biển máu yêu hoàng khẳng định hội nổi giận. Mấy vạn năm trước Đông Hoàng Đại Lục có một cái thượng cổ gia tộc cường giả, tại huyết giả hung hải thu phục yêu đế, kết quả chọc giận tới yêu hoàng bọn họ, các vị yêu hoàng trong cơn giận dữ, đều truy sát đi Đông Hoàng Đại Lục, cuối cùng ngay trước một vị cửu đế gia tộc tộc trưởng mặt đem nó chém giết, việc này lúc ấy huyên náo phi thường lớn. Yêu hoàng vẫn là các vị, giang giật đôi mắt co rụt lại, hắn cũng biết huyết dạ hung trung tâm biển có cường đại đại yêu, nhưng so sánh đông hoàng cửu đế. Bất quá vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua yêu hoàng xưng hô thế này, hắn hiếu kỳ nói ra, yêu hoàng thuộc về cảnh giới gì so yêu đế còn cao hơn một cấp bậc thật có thể cùng đông hoàng cửu đế chống lại thế giới này yêu hoàng có bao nhiêu kia là tự nhiên, yêu đế có chút ngạo nghễ nói ra, yêu tộc tại thượng cổ thời kỳ đã từng nhất thống toàn bộ thiên tinh giới, khi đó yêu hoàng khoảng chừng mấy trăm, về sau huyền đế hoành không xuất thế, cơ hồ đem tất cả yêu hoàng đều giết hết, yêu hoàng đều là đằng sau chậm rãi tu luyện ra. Mỗi một vị yêu hoàng đều yêu lực thông thiên, nghe nói thú nhân đại lục, phi mã đại lục, ám ảnh đại lục đã từng là dính liền nhau siêu cấp đại lục, là bởi vì một vị yêu hoàng muốn phân địa bàn cho mình tử tôn, sở dĩ tiện tay vung ra hai đạo công kích, lúc này mới có phi thú hải cùng phi ảnh hải tồn tại. Yêu hoàng cùng đông hoàng cửu đế, cùng nhân loại những lão quái vật kia là một cái cấp bậc, đều tại thiên quân phía trên, đến gần vô hạn thần tồn tại. Giống như có thể bước ra một bước cuối cùng, đều có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng, vĩnh sinh bất diệt. Đáng tiếc, ngoại trừ thượng cổ có yêu hoàng đã từng phi thăng qua, mấy chục vạn năm đến không có một vị yêu hoàng phi thăng, vô tận trong biển sâu nghe nói có một cái huyền quy, sống ít nhất mấy chục vạn năm nếu như nói yêu tộc có hy vọng phi thăng chỉ có hắn yêu đế giải thích một phen giang giật với cái thế giới này võ giả cảnh giới triệt để rõ ràng ở bên ngoài thế giới bên trong kim cương cảnh hoàn toàn chính xác khắp nơi đều có thiên quân cường giả mới miễn cưỡng xem như cường giả nhưng cũng không biết bao nhiêu mà đếm thiên tinh giới chân chính trí chí cường giả những lão quái vật kia các thượng cổ gia tộc tộc trưởng ẩn chỗ tông chủ các loại chờ những người này chắc hẳn đều tại thiên quân cảnh phía trên có được đến gần vô hạn thần năng lực, lại hướng lên liền là huyền đế cái kia cấp bậc, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Hô, giờ khắc này nội tâm của hắn trở nên phá lệ trở nên nặng nề, trước kia hắn còn ngây thơ coi là chỉ cần đạt được khốn long thảo, cố gắng tu luyện một phen đột phá thiên quân, liền có cơ hội tung hoành đông hoàng đại lục cùng võ điện đối kháng. Xem ra còn xa xa không đủ a, à, hắn muốn đi đường còn rất dài rất dài. Một chiêu đem thú nhân đại lục, phi mã đại lục bổ ra, Giang giật vượt ngang qua phi thú hải cùng phi ảnh hải, hai cái này mặc dù là nội hải, nhưng cũng có trăm vạn lý rộng, một chiêu bổ ra trăm vạn lý nội hải năng lực này đã không phải là nhân loại có khả năng có, đây mới là đến gần vô hạn thần cái kia cấp bậc có chiến lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, Giang giật tại huyền thần cung nội lực áp đông hoàng cửu đế gia tộc tử đệ đạt được ba kiện trí bảo, về sau lại tại mười mấy tên thiên quân ngay dưới mắt đào tẩu, ngay tại mới vừa rồi còn đánh chết tà ra hai tên thiên quân, cái này khiến hắn có chút kiêu ngạo, cho rằng Đông Hoàng Đại Lục Cường giả không gì hơn cái này. Giờ phút này nghĩ đến phía sau đều là mồ hôi lạnh, hắn là không cùng Cường giả chân chính giao thủ qua, không kiến thức đến chân chính Đại Thần Thông, xem thường anh hùng thiên hạ. Tốt, không nói những này, Giang giật lắc lắc đầu, đến gần vô hạn thần tồn tại cách hắn quá xa, hắn vẫn là ngẫm lại làm sao thoát khỏi trước mắt khốn cảnh đi, hắn tỉnh lại trầm giọng nói, Kim Giao, người đem hung trong nước yêu đế ẩn thân địa phương nói một chút, nhất là những cái kia cường đại yêu thú, chế chúc chúng ta để tà phi người hào hào thoải mái một chút. chương 642, Đại chiến bắt đầu, hưu, huyết dạ hung hải đông bắc bộ, tới gần đông hoàng đại lục hải vực, một thân ảnh nhanh chóng phá không mà đi, kia là một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử này còn mang theo một cái tóc đỏ nam tử. Nữ tử hiển nhiên đang toàn lực chạy vội, tốc độ như gió chỉ điện giật, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự vượt ngang trăm dặm hải vực. Tốt, nơi này cách Đông Hoàng Đại Lục cũng không xa, tại một cái trên đảo nhỏ người mặc năm thải phượng bào mang theo một tia quý khí nữ tử ngừng lại nàng mang theo tóc đỏ nam tử thì nhanh chóng ngồi xếp bằng nhập định rất nhanh một trận thanh phong theo trong thân thể của hắn phúc tán mà ra đem phụ cận phương viên trăm vạn lý dò xét một phen xác định không có nguy hiểm sau trong tay hắn đế cung lóe lên đồng thời trong lòng bàn tay ba cái kim sắc tiểu ấn xuất hiện phân biệt đánh vào ba người chán bên trong hồn ấn tề lão cùng chu tùy cốc lão ngạc nhiên kêu to lên lập tức sợ hãi không người hành lễ nói, đa tạ đại nhân. Bớt nói nhiều lời, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đông Hoàng Đại Lục bay đi, lại nghĩ biện pháp hồi trở lại ám ảnh Đại Lục. Nhớ kỹ, chúng ta sự tình dám can đảm tiết lộ nửa chữ, hậu quả chính các người biết rõ. Đi mau, truy binh muốn tới, chế chút các người muốn đi đều đi không được, ta ra người này nhét vào Đông Hoàng Đại Lục, để hắn tự sinh tự diệt là đủ. Giang giật khoát tay áo, tề lão cùng cốc lão lần nữa không người thở dài, mang theo chu tùy cùng tà ra tên kia bị phế võ giả ngự không phi hành mà đi, rất nhanh biến mất ở phía xa đường chân trời bên trên. Phượng Loan lông mày một đám nói công tử, người tâm địa quá tốt rồi, mấy người kia không phải thả bọn họ rời đi. Ha ha, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Giang giật ào ào cười nói, lại nói, bọn hắn có thể biết sự tình, tà phi bọn người khẳng định cũng có thể biết rõ, coi như bị bắt, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ừm, um, Phượng Loan khẽ vuốt cằm, ánh mắt quét qua phía tây nói, thời gian trôi qua nửa canh giờ, bọn hắn chiêm tinh sư hẳn là khóa chặt phương vị của chúng ta đi đoán chừng thần văn sư đã tại mở ra hư không cổ đạo. Đi, Giang giật phung tay lên, Phượng Loan mang theo hắn lần nữa phi hành, hắn mặc dù cũng có thể phi hành, nhưng tốc độ so với Phượng Loan vẫn là chênh lệch rất xa, cường giả mang một người phi hành cũng không có ảnh hưởng, sở dĩ hắn quen thuộc để Phượng Loan mang theo. Hai người phá không mà đi, thẳng tắp hướng vùng đông nam bay đi, Giang giật thần thức bốn phía liếc nhìn, trên người hỏa vân khải cũng phủ bên ngoài thân, trong tay bạch quang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị độn thiên mà đi. Thời gian từ từ trôi qua, sau gần nửa canh giờ hai người vượt ngang 20 vạn lý hải vực. Giang giật ngừng lại, đế cung một thiểm kim giao yêu đế xuất hiện, hắn quát khẽ nói, kim giao, tốc độ ngươi dò xét một phen, kể bên này thế nhưng là hắc tặc yêu đế địa bàn nếu như là, lập tức theo kế hoạch hành động. Kim giao yêu đế bắn vào dưới biển, giang giật để phượng loan định giữa không trung, chính mình thì tại trong hư không nhập định phóng thích thần niệm, nhanh chóng dò xét. Nửa nén hương thời gian về sau, hắn đột nhiên mở mắt ra nói tới, ngay tại mấy ngoài vạn dặm, hơn 40 người, còn có một cái cực kỳ khủng bố cường giả, người này hẳn là kim cương đỉnh phong, hắn có thể cảm ứng được thần niệm của ta. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, nơi xa trong hải vực một đạo thân ảnh vàng óng bắn ra, kim giao thật xa tự truyền âm nói, đại nhân, mau trốn, hắc tặc đuổi tới. Ta giết hắc tặc mười mấy cái tộc nhân, ông, Giang giật trong tay đế cung lóe lên, đem Phượng Loan cùng Kim Giao đồng thời thu nhập đế cung bên trong, hắn thần thức cực lực dò xét, thân thể sừng sướng giữa không chung không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hiu hiu hiu, Giang giật lấy ra hỏa long kiếm, đột nhiên hướng phía trước hải vực bổ ra vài kiếm, hơn 10 vạn đầu hỏa long lập tức phá không mà đi, từng mảnh nhỏ cửu thiên long viêm đi theo gào thét mà ra, đem bốn phía nước biển bốc hơi, khắp thiên đều là cuồn cuộn mà lên hơi nước, che cả bầu trời để bốn phía cảnh vật hoàn toàn không nhìn thấy. Ô, khốt khốt, dưới biển truyền đến từng đạo hải thú thống khổ tiếng gào thét, ngay sau đó phía trước từng mảnh từng mảnh hải vực văng lên ngàn cơn sóng, vô số hải yêu bắn ra hướng giang giật chen chúc mà đến, nhìn một cái ít nhất có mấy vạn con. Nhân loại, chết, càng xa xôi một đạo làm người ta linh hồn sợ đáng tiếng giống nổ lên, phương viên vài dặm nước biển nhấc lên kinh đào hải lãng, một cái cự đại đen nhánh đầu lâu lộ ra nó gần nửa bên cạnh diện mục dữ tợn, hai cái màu lam to lớn trong con người đều là nổi giận, trên đầu mười mấy cây xúc tu càng giống là tử thần tỏa hồn tiên, hiện ra làm người sợ hãi lam quang. Trốn, Giang giật nhìn thoáng qua đôi tròng mắt kia, cảm giác toàn thân đều bị đóng băng, trên người hắn bạch quang lóe lên, vội vàng hướng đường cũ bay vụt mà quay về. Vừa đi vừa đại hống, đại nhân, hắc tặc yêu đế tại cái này, mau tới phá hắn tặc đảm, đào ra hắn tặc đan. Hưu, nơi xa vô số đạo thân ảnh phá không mà đến, người còn tại ngoài trăm dặm, một cái khô cốt đại thủ lại phá không mà đến, từng đạo không gian ba động theo ngoài trăm dặm phúc tán mà đến, như sóng biển ngập trời đưa tới bốn phía phạm vi ngàn dặm không gian đều chấn động không ngớt. Dựa vào, Giang giật vốn định lại tới gần một chút, nhìn thấy như thế kinh thiên uy thế nào dám tiếp tục dừng lại vạn nhất không gian thật bị giam cầm, hắn nhưng chính là trong lòng chi điều, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Độn thiên, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nhu hòa bạch quang lấp lánh, đem hư không xé mở một vết nứt, thân thể như thiểm điện xông vào trong cái khe, chờ kia không gian sóng chấn động phúc tán khi đi tới, bên này khe hở đã biến mất không thấy. Vù vù, trong hải vực không ngừng hải yêu nổ bắn ra mà ra, nhìn một cái không có cuối cùng, ai cũng không biết có bao nhiêu hải yêu, yêu vương còn ít nhất có gần trăm con. Những này hải yêu lúc đầu khóa chặt giang giật, giang giật biến mất, nơi xa mấy chục đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, tự nhiên hướng phía trước phóng đi, phát ra các loại âm thanh khủng bố, đồng thời thả ra các loại kỳ dị thần thông. Tóc tóc, một đám có cước to lớn cá mập phun ra đạo đạo thủy tiến, lít nha lít nhít che cả bầu trời, tựa như vạn tên cùng bắn mang theo khí tức kinh khủng hướng kia mấy chục người vào tới. Xuy suy, mấy đầu viên cầu hải ngư trong lỗ mũi toát ra khói vàng, đem khắp nơi không gian đều bao phủ đi vào, kia khói vàng xem xét tự có độc, mà lại lan tràn tốc độ quá nhanh quá nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, liền đem phụ cận phương viên trăm dặm đều bao trùm. Lỗ lỗ, còn có một loại tựa như hà mã hải yêu, phát ra từng đạo trầm muộn tiếng kêu, tiếng kêu kia lại trực tiếp vang lên tại bộ não người bên trong, như như kim đâm làm người ta linh hồn một trận nhói nhói, rõ ràng là công kích linh hồn. Lặn đi, nơi xa mấy chục đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, người cầm đầu rõ ràng là tà gia cung phục, hắn mắt thấy là phải đem phương này không gian phong tỏa, giang giật lại tại hắn ngay dưới mắt chạy. Trong lòng của hắn lúc đầu giận dữ không thôi, giờ phút này nhìn thấy một đám cấp thấp hải yêu tập kích lập tức giận tím mặt, tiện tay đánh ra mấy trường, đem phía dưới từng mảnh từng mảnh hải yêu tươi sống triển thành thịt nát bảo hộ vô thúc cùng thần văn sư tà phi phát hiện nơi xa tên đại gia hỏa kia không cần nhìn chỉ cần cảm ứng khí thức liền biết là một cái cường đại yêu đế hắn vội vàng để cho thủ hạ đem thần văn sư cùng chiêm tinh sư bảo vệ khô cốt cung phụng cũng quát khẽ nói yêu đế cho lão phu lan đi nếu không để ngươi chết ở đây hư dám đến của ta bàn đại náo giết ta tộc nhân còn muốn khẩu suất cuồng ngôn muốn chết đen như mực cự đại yêu đế không có tàn ăn ở hình trực tiếp triển lộ bản thể, nó thân thể theo trong nước biển nổ bắn ra mà ra, cái kia khổng lồ thân thể mọi người cảm giác được kiềm chế, nó thân thể tổng cộng đến dài 50 trượng, không cần phải nói là cao dài yêu đế. Đây là một cái to lớn con mực loại hình yêu đế, một cái tròn vo bắp thịt, trên đầu đều là màu lam xúc tu, một đôi con mắt màu xanh lam tản mát ra u lãnh quang mang, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuồng phún một cái lam khí, toàn bộ bầu trời lập tức bị lam vụ bao phủ. Khô cốt cung phụng sắc mặt dây lát biến, trong tay một cây to lớn hắc kỳ xuất hiện, đem hắn cùng tà phi chiêm tinh sư thần văn sư bao phủ đi vào, đồng thời quát lớn cái này lam vụ có kịch độc, các ngươi mở ra thần thuẫn, liên thủ đi chém giết hắn. Hưu, không cần cung phụng mở miệng, những cái kia thiên quân võ giả trên thân toàn bộ kim quang lấp lánh, tế ra đủ loại binh khí pháp bảo, hướng hắc tạc yêu đế phóng đi. Phong vân động, đại chiến bắt đầu, chương 643, thanh mộc đỉnh, lam vụ giả thiên, nước biển lăn lộn, bầu trời chấn động, tiếng sấm vang rền, các loại hải yêu cùng võ giả quát lớn âm thanh liên tiếp. Huyết giả hung hải bắc bộ ngay tại diễn ra một màn nhân yêu đại chiến trò hay, bởi vì cái này lam vụ quá độc, khô cốt cung phụng không dám vọng động, nếu không thần văn sư cùng chiêm tinh sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phi thực lực không tệ, nhưng này thế nhưng là ta gia đệ nhất công tử, khô cốt cung phụng không dám có một tia chủ quan, chỉ có thể trước phòng ngự. Đi theo mà đến hơn 40 tên thiên quân phân ra 30 người đem kia cự đại yêu đế vây quanh ở trung tâm, các loại pháp bảo, các loại thần thông chút xuống, mặt khác hơn 10 tên thiên quân thì bắt đầu huyết tẩy phía dưới hải yêu. Hải yêu thực sự nhiều lắm, có thể là yêu đế hạ tử mệnh lệnh, những này hải yêu biết rõ gặp gỡ thiên quân võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn như cũ che già măng mọc. Hết lần này tới lần khác người còn không thể coi thường bọn chúng, dù sao rất nhiều hải yêu có được quỷ dị thần thông, không cẩn thận liền nói. Tỷ như những cái kia có thể phát ra một ngạt như bồn trồn âm thanh hà mã hải yêu, người không đánh giết bọn chúng, Loại kia thanh âm sẽ để cho linh hồn ngươi không ngừng bị công kích. Vạn nhất cùng yêu đế giao chiến lúc linh hồn xảy ra vấn đề, đây chính là chí mạng. Như như hắc tặc yêu đế nổi giận phát ra từng tiếng quái dị đại hống, mười mấy cây hiện ra lam quang xúc tu như không ngừng bay ra, đem từng cái thiên quân võ giả đánh bay. Nhưng những này thiên quân đều có thần thuẫn hộ thể, hắc tặc yêu đế xúc tu căn bản không có cách nào đánh nát thần thuẫn, cũng không thương tổn được bọn họ. Rầm rầm rầm, trái lại thiên quân võ giả bên này chiến quả từng đống hắc tạc yêu đế phòng ngự mặc dù kinh khủng, đáng tiếc tà phi lần này mang tới đông hoàng đại lục tiếng tăm lừng lẫy tà đế quân, mỗi một cái thiên quân đều không phải là yếu ớt, cứ việc đại bộ phận đều là hạ giai thiên quân, nhưng đều có được riêng phần mình thường đại thần thông. Bọn hắn các loại đạo văn công kích, thần thông, pháp bảo một mạch hướng hắc tạc yêu đế đập tới, đem hắn thân thể phá vỡ từng đạo vết thương khổng lồ, màu đen máu đen chảy ra, một cỗ mùi hôi thối bao phủ phương viên chăm dặm, làm người ta buồn nôn, cái này cao gia yêu đế cũng không thế nào mạnh mẽ a đoán chừng chỉ là độc vụ mạnh một chút a à. ta phi thấy kích động bên cạnh khô cốt yêu đế lại ngay cả công việc trầm giọng nói ra phi thiếu bất kỳ cái gì thời điểm đều chớ xem thường địch nhân cái này yêu đế đã có thể trở thành cao gia yêu đế có làm sao lại chỉ có điểm ấy thủ đoạn như như đang khi nói chuyện hắc tặc yêu đế nổi giận đại hống vài tiếng nó kia mập tròn quay như là một ngọn núi bụng dưới đột nhiên khẽ co khẽ rút sau đó một cỗ màu đen khí thể cuồng phún mà ra trong nháy mắt đem hơn 10 tên thiên quân bao phủ đi vào. Mau lui lại, độc này không phải các người có thể ngăn cản. Khô cốt cung phụng quá sợ hãi, một cái tay vẫn như cú cầm hắc kỳ liên tục không ngừng quán chú nguyên lực, phòng ngừa độc vụ xâm nhập vào đây, một cái tay khác bên trên xuất hiện một cái cổ phác đỉnh nhỏ đồng thau, hắn đột nhiên đánh ra tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phá không mà đi, trên không trung lớn lên theo gió, biến thành phương viên trăm trượng đại, phía trên thanh quang thịnh thịnh, ẩn ẩn có khí lưu màu xanh tại đỉnh dẫn ra ngoài chuyển vòng lượn quanh, Thân đỉnh bên trên rất nhiều phù văn thần bí lấp lánh. Đỉnh kia vừa ra cảm giác bốn phía không gian cũng vì đó chấn động, phong vân đi theo biến sắc, một cỗ cổ lão minh mông khí tức từ nhỏ trong đỉnh bộc lộ mà ra, lệnh làm dưới biển sở hữu cấp thấp hải yêu đều không động được. Thanh Mộc đỉnh, loại hình công kích ngụy thần khí, vẫn là thông linh nhận chủ. Tà Phi trong mắt quang mang sáng lên, âm thầm cảm khái, hắn cũng có ngụy thần khí, trên cổ hắn cổ xưa yêu huyết xương liền là ngụy thần khí, đáng tiếc hắn thực lực không đủ. Không thể để cho cái này Ngụy Thần khí thông linh nhận chủ, không có cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực. A à, a, à, bên kia Hắc vụ bên trong phát ra từng tiếng kêu thảm đem tà phi lực chú ý hấp dẫn tới, trong lòng của hắn trầm xuống, ám đạo kia mười mấy người khẳng định giữ nhiều lành ít, cái này cao gia yêu đế quả nhiên không thể coi thường. Rầm rầm rầm, tiểu đỉnh mang theo nghiền ép hết thảy khí thế chân áp mà xuống, đột nhiên nện ở Hắc Tạc yêu đế trên thân, yêu đế giống như núi nhỏ nhục thân bỗng chốc bị nhập vào trong biển, bốn chu hải nước rung động mãnh liệt nước biển hóa thành kinh thiên cự lãng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem rất nhiều cấp thấp hải yêu sông đến bay lên giữa không trung. Tê tê, tiểu đình đánh tan không trung độc vụ, những cái kia khói đen che phủ thiên quân cường giả cũng hiển lộ ra, tà phi nhìn lướt qua lập tức hít vào mấy cái hơi lạnh. Cái này hơn 10 người toàn thân đều bị độc dịch ăn mòn, rất nhiều người nửa người đều biến thành hài cốt, xương cốt đều đen, còn có 7-8 người thân thể bất lực hướng phía dưới rơi đi, thân thể gần như biến thành một cỗ hài cốt, huyết nhục bị độc dịch toàn bộ ăn mòn. Tiểu tạp toái, ta tất sát ngươi, ta phi nổi giận đại hống, nếu không phải giang giật bọn hắn làm sao lại tao ngộ yêu đế tập kích những này đều là tà gia tinh anh, chết đến một hai cái không có gì, thoáng cái chết bảy tám cái, bị đả thương nặng tám chín cái, cái này khiến tà phi một trận thịt đau, cũng không biết trở về như thế nào cùng phụ thân hắn bàn giao. Ông, đúng lúc này, xa xa không gian một cơn chấn động, giữa không trung sáng lên một đạo quang mang, một đầu đen nhánh cổ đạo xuất hiện, 60, mươi người bay ra, cầm đầu thình lình lại là Kiếm Vô Ảnh. A à nha nha, thế nào đây là? Kiếm Vô Ảnh vừa xuất hiện, lập tức một mặt ân cần biểu lộ, thanh âm non nớt bên trong nhưng đều là đùa cợt, "Phi thiếu a, à, như thế nào cùng yêu thú khai chiến giống như tổn thất rất nghiêm trọng mà nếu không ta gọi người giúp ngươi đem những này xúc sinh toàn bộ giết quay đầu đem ngươi cất giữ kia hai cái hồ điệp nữ thần, phân ta một cái là được." Cút, ta phi cắn răng nghiến lợi giống lên, cái này Kiếm Vô Ảnh niên kỳ mặc dù nhỏ, đồng ngôn vô kỵ nhưng hai lần ba phen chế nhạo trào phúng coi như tà phi tính khí cho dù tốt cũng không chịu nổi ánh mắt hắn phun lửa nhìn chằm chằm kiếm vô ảnh nói muốn điệp nữ ngươi nằm mơ đi cha cha kiếm vô ảnh cũng không tức giận ngược lại nhếch miệng lắc đầu thở dài nói tà phi a à, ngươi cũng là danh môn công tử lại điểm ấy khí lược, cùng ta một đứa bé so đo cái gì không phải liền là khai câu trò đùa sao ai cho các người tà ra tương lai lo lắng a đi đi thừa dịp phi thiếu cùng yêu đế khai chiến chúng ta nhanh đi đoạt khốn long thảo đi kiếm vô ảnh lắc đầu thở dài một đường dẫn người rời đi bộ kia tiểu đại nhân dáng vẻ thấy tà phi một cái lão huyết kém chút phun tới chờ kiếm vô ảnh dẫn người vạch phá bầu trời sau khi rời đi hắn nổi giận giống to kiếm vô ảnh ta làm ngươi cả nhà mười bát đại khô cốt lão giả cùng chiêm tinh sư thần văn sư hai mặt nhìn nhau tà phi là tà ra đời thứ ba ưu tú nhất con em cửu đế gia tộc gia giáo một mực rất không tệ hôm nay lại trước mặt mọi người chửi mẹ có thể nghĩ nội tâm của hắn đến cỡ nào nổi giận mà lại cái này mắng chửi người còn có chút không lựa lời nói, mười bát đại hẳn là nam cũng làm. Oanh, bên kia tiểu đỉnh bay vụt mà lên, lần nữa chân áp mà xuống, không ngừng lặp đi lặp lại, hắc tặc yêu đế rốt cuộc chịu không được hướng nơi xa chạy trốn mà đi, yêu đế chạy trốn bốn phía hải yêu tự nhiên hóa thành chim thú hình dáng bốn phía chạy trốn, chớp mắt tự biến mất vô tung vô ảnh. Khô cốt cung phụng không có truy, bọn hắn không phải tới này đánh giết yêu thú, kia hắc tặc yêu đế chỉ là bị thương, nhưng muốn đánh giết nó, dẫn tới nó trước khi chết phản công, sợ là lại muốn chết không ít người. Hắn để cho người ta thu hồi chết đi võ giả hài cốt, đem những cái kia trọng thương phế đi thiên quân võ giả thu vào không gian thần khí, lúc này mới mang theo mọi người tìm kiếm một cái hải đảo, chuẩn bị chỉnh đốn một phen. Chiêm tinh sư không cần tà phi phân phó, tự động phóng thích chiêm tinh thuật dò xét giang giật hành tung, trong khoảng thời gian này đến hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ dò xét một lần, đã thành thói quen. Lúc đầu hắn không có báo bao lớn hy vọng, bởi vì Giang Giật có không gian thần khí có thể ngăn cách dò xét, nhưng mà sau gần nửa canh giờ, hắn đột nhiên mở to mắt, cuồng nghỉ kêu lên, phi thiếu, ta khóa chặt kia yêu đế khí tức, tiểu tử kia đoán chừng không biết ta có thể dò xét yêu đế, lại không có đem yêu đế thu vào không gian thần khí, muốn hay không lập tức đuổi theo giết. Truy, ta phi thân thể bắn lên, quá to, thần văn sư, lập tức mở ra hư không cổ đạo, lần này ta định để hắn tai kiếp khó thoát. Chương 644, móc câu hư thú huyết giả hung hải đông bộ đáy biển mấy chục vạn trượng. Một cái khuôn mặt hung thần ác sát làn da màu vàng óng nam tử sừng sững tại đáy biển sâu bộ, mà nơi xa hơn 10 cái to lớn hải yêu đem hắn bao bọc vây quanh, trong con ngươi lộ ra một tia e ngại, đồng thời lại có chút khinh thường, không công kích cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đem hắn vây quanh. Khuôn mặt dáng dấp có chút hung kim ra nam tử liền là kim giao yêu đế, hắn mặt không biểu tình đứng tại đáy biển, sau lưng có một tòa cự đại bạch ngọc cung biệt, hắn không nói một lời trầm mặc canh giữ ở trước cung điện mới. Một nén nhang, hai nén hương, trọn vẹn gần nửa canh giờ, nơi xa mới xuất hiện một mảnh bạo động, gần trăm hải yêu mở đường, khí thế hùng hổ, xem khí thức cùng hình thể, rõ ràng tất cả đều là yêu vương. Những này hải yêu phần lớn là một loại kỳ lạ sinh vật, toàn thân đều là vảy màu đen, thân thể giống như hưu nhưng là không có cước, bên hông có hai phiến to lớn cánh thịt, ảnh chân dung tôm còn có sừng thú. Cái đuôi dài nhỏ, quang vĩ ba tựu có hơn 10 trường, cái đuôi bên trên có một loạt gai nhọn, cuối đuôi còn có móc câu, giống như là một cái roi sắt. đừng nói bị quét thoáng cái, nhìn một chút đều làm lòng người hoảng khí muộn. loại thứ này huyết ra hung hải một loại tương đối cường đại hải yêu tộc quần, tên là móc câu hư thú, toàn bộ đông bộ hải vực đều bị móc câu hư thú chiếm đoạt. sở dĩ những cái kia vây quanh kim giao yêu đế yêu vương bọn họ, trong mắt lại là e ngại lại là khinh thường, e ngại thực lực của hắn, khinh thường thân phận của hắn. hư, nơi xa truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm gần trăm yêu vương tách ra một con đường, một tên người mặc bạch bào tuổi trẻ nam tử nhanh chân chạy tới, cái này nam tử dáng rất phong thần như ngọc, nếu không phải trên đầu có mấy cái nho nhỏ sừng thú, còn tưởng rằng là của gia tộc nào công tử. Hắn bước nhanh đi tới, nước biển đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, ánh mắt của hắn không có xem kim giao yêu đế, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm phía sau đế cung, một đôi mắt bày ra đến dọa người, nhìn một hồi lâu ánh mắt mới nhìn về phía kim giao yêu đế nói, kim giao, Ngươi không ở đây ngươi kia ở lại, tìm chúng ta cái này làm gì hẳn là muốn đem cung điện này hiến cho huynh đệ chúng ta. Móc câu hư thú yêu đế nói chuyện thái độ rất ngạo khí, kim giao thực lực hẳn là mạnh hơn hắn một chút, nhưng hắn hoàn toàn không để vào mắt. Trên thực tế, hắn cũng có tư cách này ngạo, bởi vì bọn hắn móc câu hư thú là huyết giả hung hải một phương bá chủ, móc câu hư bảy thú tộc yêu đế trọn vẹn đạt tới tám vị, ngoại trừ trung tâm huyết hải yêu hoàng bên ngoài, không có yêu đế dám cùng bọn hắn tộc đàn là địch. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhất tộc còn ra một tên yêu hoàng, thử hỏi hải yêu tộc quần làm sao dám cùng bọn hắn tranh đấu. Hắn nói chuyện lúc cũng rất thần kỳ, nước biển tự động ngăn cách một cái chân không, thanh âm theo trong nước biển truyền tới, có thể rõ ràng vang lên tại kim giao yêu vương bên tai. Hắc hắc, kim giao yêu đế trên mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc, miệng khẽ động, bên miệng nước biển tự động tách ra, cười nói ra, móc câu hồng đại nhồng, ta là bị buộc lấy không có địa phương an thân, chuyên tới để hướng các vị đại nhân xin giúp đỡ, nếu là các vị đại nhân nguyện ý giúp ta báo thù ta cái này cần đến thần cung có thể đưa cho các vị đại nhân báo thù được xưng làm móc câu hồng yêu đế hai đầu mày kiếm vẩy một cái có chút hồ nghi nhìn kim giao nói tình huống như thế nào nói rõ chi tiết nói kim giao liền vội vàng gật đầu giải thích móc câu hồng đại nhồng đoạn thời gian trước hung trên biển tới một đám nhân loại giống như nói chúng ta hung hải xảy ra điều gì bảo bối bốn phía điều tra tại trên địa bàn của ta loạn giết chúng ta yêu cầu con dân Ta cảnh cáo bọn hắn rời đi, nhưng bọn hắn lại trắng trợn khai giết, đem của ta mấy con trai toàn bộ giết, nếu không phải ta trốn được nhanh, đoán chừng đều mất mạng gặp ngươi. Bọn hắn một đường dò xét mà đến, ta trên đường còn nghe nói hắc tặc đại nhân đều bị bọn hắn giết. Kim Giao nói đến đạo lý rõ ràng, có bài bản hẳn hoi, trên mặt đều là oán giận chi sắc, một cái ủy khuất một cái nước mắt, tự liền bên cạnh móc câu hư thú tộc yêu vương, đều lộ ra oán giận chi sắc, trong con người đều là sát khí tuổi trẻ yêu đế trên mặt lại một mảnh yên tĩnh sau khi nghe xong không có bất kỳ cái gì phản ứng suy tư một trận nghi ngờ nhìn qua kim giao nói ngươi vì sao không đi huyết hải tìm các vị đế hoàng còn có những cái kia nhân tộc thế nhưng là cửu đế gia tộc người có bao nhiêu cường giả kim giao chấn động trong lòng móc câu hư thú tuyên bố bên ngoài có thể trở thành huyết giả hung trong biển một phương bá chủ quả nhiên không phải ăn chay hắn vội vàng giải thích nói ta chỉ là cái tiểu nhân vật nào dám đi huyết hải a chọc giận tới các vị đế hoàng ta chết như thế nào cũng không biết. Những người kia hẳn không phải là cửu đế gia tộc người, chỉ là hai cái thượng cổ gia tộc, ta nghe bọn hắn nói chuyện giống như họ Long. Móc câu hồng lần nữa bắt đầu trầm mặc một lát lại hỏi, người bảo vật này có tác dụng gì a à, chẳng lẽ là nhân tộc siêu thánh khí hay là ngụy thần khí người việc này ta phải hỏi một chút đại ca, ta một người không làm chủ được, người trước tiên đem bảo vật cho ta đi. Cái này, kim dao trên mặt lộ ra vẻ trần chờ đúng lúc này trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, kinh hô lên, không được. Những cái kia nhân loại truy sát tới, móc câu hồng đại nhồng mau trốn. Ông, quả nhiên, phía tây ngoài trăm dặm trong hải vực sóng gió nổi lên, một điểm sáng nhanh chóng phóng đại, lộ ra một đầu hư không cổ đạo, mấy chục người bắn ra, ánh mắt thoáng cai khóa chặt bên này đế cung. Một tên khô thụ ra lão giả trong tay một cái tiểu đỉnh trong nháy mắt tế ra, đột nhiên hướng bên này đánh tới, đồng thời hắn đại thủ vỗ, toàn bộ hải vực không gian đều chấn động, Nước biển lăn lộn không ngớt, những cái kia yêu vương toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài, chỉ có kia móc câu hồng yêu đế thân thể đứng yên lập. Ông, đế cung bạch quang lóe lên, kim dao đột nhiên biến mất, một người mặc hỏa hồng sắc chiến khải thiếu niên xuất hiện, đế cung bạch quang lóe lên cũng biến mất không thấy, thiếu niên hai tay tại trong nước hoạt động, xé mở một đầu đen nhánh vết nứt không gian, thoáng cái chui vào không thấy. Rầm rầm rầm, tiểu đình mang theo bá đạo tuyệt sát khí tức bay tới, ở nửa đường cấp tốc phóng đại, một đường mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua những cái kia móc câu hư thú tộc yêu vương, toàn bộ bị nghiền ép thành thịt nát. Trên chiếc đỉnh nhỏ khí lưu màu xanh lưu chuyển, phù văn thần bí lấp lánh, kia cố kinh khủng hủy diệt uy áp, để móc câu hồng thân thể cũng hơi run rẩy lên. Thật can đảm, nhìn thấy chính mình tộc nhân từng cái bị uy áp mạnh mẽ ép thành thịt nát, móc câu hồng yêu đế giận dữ không thôi, khôi ngô mặt đều biến hình, trên đầu của hắn sừng thú phát sáng lên, một cỗ vô hình khí tức theo hắn sừng thú thượng truyền khai, trong nháy mắt phát tán ra, Giờ khắc này, trong đầu của hắn đều là nghi hoặc, Kim Giao Yêu Đế vì sao biến mất thoáng cái lại chui ra một cái nhân tộc thiếu niên thiếu niên kia lại lập tức tiến vào vết nứt không gian bên trong biến mất vô tung vô ảnh, cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, đế cung cùng Kim Giao nhân tộc thiếu niên đều không thấy. Chỉ là, tiểu đỉnh kia đã vào tới, hắn thân thể còn tại tiểu đỉnh phía trước, phía sau hắn lại có mấy mười móc câu hư thú tộc người, hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, trên thân lục quang lóe lên, biến thành một cái to lớn móc câu hư thú như kim loại đúc kim loại mà thành đuôi sắt hẹp dài đột nhiên hướng Tiểu Đỉnh quét tới. Oanh, Tiểu Đỉnh khẽ run lên, móc câu hồng đuôi sắt lại liên tiếp bạo liệt, móc câu hồng quá coi thường Tiểu Đỉnh này uy lực, đây chính là nhận chủ sau thông linh ngụy thần khí, phía trên phù văn hoàn toàn bị kích phát, vẫn là một tên thiên quân đỉnh phong đánh ra, hắn chút thực lực ấy làm sao chống đỡ được. Ầm ầm, Tiểu Đỉnh tiếp tục phá hải mà đi, thoáng cái sẽ bị trọng thương, móc câu hồng thân thể triển thành thịt nát một đường bay qua đem hậu phương hơn 10 tên yêu vương nghiền ép mới ngừng lại được. Lại cho hắn chạy trốn tiểu tử này làm sao có thể phản ứng đến nhanh như vậy chẳng lẽ hắn một mực tại cảm ứng không gian ba động không đúng. Coi như cảm ứng không gian ba động, như thế khoảng cách cũng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy chúng ta còn không có xuất hiện, hắn liền bắt đầu chạy trốn, mà lại. Hắn làm sao có thể liên tục độn thiên mà đi bất quá, vừa rồi hắn bị thanh một đỉnh khí tức chỗ chấn, cũng không dễ chịu a à nói không chừng sẽ bị không gian chi lực rào sát khô cốt cung phụng đưa tay đem tiểu đỉnh thu hồi lại trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối như giang giật vừa rồi phản ứng chậm một chút sợ là khẳng định sẽ bị đánh chết tươi mà lại không gian cũng sẽ phong tỏa hắn cũng trốn không thoát lão bát a à a à, không có qua quá lâu nơi xa truyền đến một tiếng nổi giận tiếng giống to ngay sau đó bảy đạo khí tức cường đại từ đằng xa lướt đến ảnh từ còn không có nhìn thấy thần văn sư cùng chiêm tinh sư hai người tự bị khí thế cường đại áp miệng phun tiên huyết khô cốt cung phụng biến sắc thân thể hướng phía trước chạy như điên, đồng thời bảo quát, phi thiếu mau trốn, tới bảy tên cường đại yêu đế, có hai tên yêu đế đỉnh phong, chúng ta trúng kế, tiểu tử kia đang mượn đao giết người. chương 645, ta không mặt mũi trở về. Ông, đại chiến còn không có lên, phụ cận hải vực sóng gió nổi lên, trong biển xuất hiện một điểm sáng, điểm sáng nhanh chóng phóng đại, rất mau ra hiện một cái hư không cổ đạo. Lão giả mang theo một đứa bé con sông ra, đằng sau bảy tám mươi tên cường giả đi theo chen chúc mà ra ha 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 tà phi ngươi tại sao lại thảm như vậy a à? không biết là kiếm vô ảnh ra chiêm tinh sư so tà gia yếu một ít vẫn là thần văn sư nguyên nhân mỗi lần tà phi truyền tống tới một lát kiếm vô ảnh mới truy tung mà tới hắn ra nhìn thấy tà phi mặt mũi tràn đầy âm trầm đang bị người mang theo cuồng bay bốn phía đều là yêu thú thi thể không nhịn được cười ha ha chỉ là hắn nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai bên cạnh hắn cường đại võ giả lập tức mang theo hắn chạy như điên một bên bạo hống mau trốn có hai tên đỉnh phong yêu đế, cao dài yêu đế ba con, thực lực của các ngươi tao ngộ hẳn phải chết. Còn lại thiên quân võ giả vốn định đi theo cười vài tiếng, vừa nghe xong sắc mặt dây lát biến, xa xa mấy đạo khí thức cường đại cũng càng ngày càng gần, bọn hắn đều cảm nhận được loại kia như hoang cổ hung thú khí thức. Vù vù, nào biết bọn hắn vừa mới hướng nơi xa chạy vội một lát, phía trước nước biển lại sóng gió nổi lên, từng mảnh từng mảnh đen nghịt hải yêu hướng bên này vào tới, bốn phương tám hướng đều là, đại bộ phận hải yêu là móc câu hư thú còn có các loại kỳ dị hải yêu vừa rồi móc câu hồng sừng thú tán phát cái kia đạo gợn sóng là tín hiệu cầu cứu mấy đại yêu đế cảm nhận được tín hiệu trước tiên dùng đặc thù biện pháp đem phụ cận cường đại hải yêu triệu tập tới bi kịch không thể tránh khỏi phát sinh nhiều như vậy hải yêu vào tới bốn phương tám hướng đều là mặc dù tới đều là tam giai hải yêu yêu vương nhưng ngươi không có khả năng mặc kệ bọn hắn rất nhiều hải yêu thế nhưng là có đặc thù yêu thuật không cẩn thận mắc lừa, khẳng định sẽ vẫn lạc ở đây. Chỉ là, nhiều như vậy hải yêu, bọn hắn muốn giết ra một đường máu, dù sao vẫn cần tốn hao một chút xíu thời gian A à cường giả giao chiến trong nháy mắt định sinh tử, chậm chế một chút xíu thời gian, vậy sẽ là chí mạng. Bảy vị yêu đế, có hai tên đỉnh phong yêu đế, ba tên cao cấp yêu đế. Tổng hợp chiến lược tính được, nhân tộc bên này vẫn là chiếm ưu thế, nhưng là nhân tộc bên này có hai vị công tử ca, còn có bốn tên chiêm tinh sư thần văn sư, Phổ thông Thiên Quân chết thì đã chết, sáu người này cũng không thể chết ha. À, nếu không đối với hai đại gia tộc đều là tổn thất trọng đại. Tà gia khô cốt lão giả vốn muốn đi ngăn cản một phen, để tà phi đào tẩu, nhưng nhìn thấy bốn phương tám hướng vào tới yêu thú về sau, tâm hắn cũng luống cuống, sợ tà phi ra nửa điểm sự tình. Hắn một tay khống chế tiểu đỉnh hướng phía trước ném ra, thân thể lui nhanh hướng tà phi lao đi. Hắn phi thường tin tưởng tà đế cùng tà phi lão cha mặt ngoài nghiêm khắc, kỳ thật nội tâm rất yêu thích tà phi giống như không có gì bất ngờ xảy ra, Tà Phi khẳng định là đời kế tiếp gia chủ. Phanh phanh phanh, dầm dầm dầm, suy suy suy, chiến đấu bạo phát, hai bên thiên quân liều mạng công kích, đem phía trước thanh ra một đạo thông đạo, thân thể tựa như tia chớp hướng trên biển bay đi, hậu phương bảy vị yêu đế đuổi tới, bảy đầu như kim loại đen đúc kim loại đuôi sắt phá hải mà đến, thực lực yếu nhất tốc độ chậm nhất thiên quân võ giả, không thể tránh né bị công kích. Bành, một tên hạ giai thiên quân bị đuôi sắt quét qua, hắn thần thuẫn trong nháy mắt bị vỡ tan, thân thể cũng bị thẻ thành thịt nát, phía trước nhất hai tên yêu đế thực lực quá kinh khủng, những này cấp thấp thiên quân làm sao có thể ngăn cản. Tà đế quân nghe lệnh, cản bọn họ lại, khô cốt lão giả trợn mắt muốn nứt, cắn răng quát khẽ, kiếm ra dẫn đội thiên quân cường giả tối đỉnh cũng mặt âm trầm để 30 tên thiên quân tới chống đỡ lại phía sau công kích, nếu không tà phi cùng kiếm vô ảnh tuyệt đối sẽ chết. Giết, ta ra thiên quân cường giả, cùng kiếm ra 30 tên thiên quân đỏ hồng mắt quay người hướng kia bảy con đại gia hỏa phóng đi. Bọn hắn rất rõ ràng đây là đi chịu chết, thế nhưng là không tuân mệnh lệnh, không chỉ có bọn hắn muốn chết, thân nhân của bọn hắn cũng muốn chết. Tạp toái, giang tạp toái, tà Tạ phi thần thức giò xét đến gia tộc bọn họ cường giả, từng cái bị yêu đế tàn sát, không nhịn được cuồng loạn bạo hống, bén nhọn thanh âm đưa tới nước biển lăn lộn, cũng làm cho rất nhiều lòng người sinh bi thương cùng tuyệt vọng. Sau nửa canh giờ, Tà Phi bọn người mới chạy trốn tới ngàn vạn dặm bên ngoài một cái trên hải đảo tạm thời chỉnh đốn. Tà Phi cùng kiếm vô ảnh nhìn bên cạnh chỉ còn lại không tới mấy người cùng hơn 10 người, hai người đều khóc không ra nước mắt. Kiếm vô ảnh không còn có chế nhạo Tà Phi tâm tình, tựa ở trên một cây đại thụ từng ngụm từng ngụm thở, vừa rồi kia hai cỗ đỉnh phong yêu thú cường giả khí tức, để hắn người thấy khí tức tử vong. Hắn đây là lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy, một tấm phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ rất là yếu ớt, con người lấp lóe, ngồi một hồi lại nổi giận, u lãnh nhìn chằm chằm tà phi nói, tà phi, các ngươi là ngớ ngẩn sao làm sao lại đi chọc giận như vậy cường đại yêu đế cái này nếu là đưa tới trong biển máu yêu hoàng giận dữ, chúng ta đều chứa nghĩ sống lấy trở về. Ngậm miệng, tà phi ngay tại nổi nóng, nhà hắn lần này tổn thất thảm trọng nhất, vừa rồi triệu tập hơn 50 người đuổi theo giết giang giật, kết quả chỉ còn lại không tới 10 người, hắn cũng không biết trở về làm như thế nào cùng cha của hắn bàn giao. Kiếm vô ảnh lại nhiều lần khiêu khích mỉa mai, để hắn không thể nhịn được nữa, hắn đỏ hồng mắt giống to, lão tử lại không xin các người đến chính các người đi, người chết trách ai được không nhìn thấy chúng ta cũng tổn thất nặng nề lại nói nhảm có tin ta hay không. Kiếm vô ảnh tâm cao khí ngạo, chưa từng sợ phiền phức, vừa nghe xong thình lình đứng lên, cười lạnh nói, nhà A, phi thiếu thật là uy phong A vừa rồi đối đầu yêu đế lúc làm sao không có lớn như vậy uy phong muốn làm chết ta ngươi xác định các ngươi chút người này đủ nếu không chúng ta tới thử một chút, ai làm chết ai. Kiếm ra lần này tới không ít người, mặc dù cũng đã chết mười mấy cái, nhưng còn thừa lại có hơn hai mươi người, nhân số là tà ra gấp hai, kiếm vô ảnh tự nhiên không sợ,